Chàng trai tiêm một mũi, bệnh nhân trên giường bỗng nhiên bốc ra một đám khói đen. Làm người nhà đứng bên cạnh bị sốc đến há mồm, nhưng chàng trai đối diện với tình huống này lại không hề quan tâm. Bởi vì anh là đồ đệ của trưởng môn núi Long Hồ, sở hữu một cơ thể tu tiên hiếm có trong vạn năm. Anh ta vốn dĩ phải tu luyện thuận lợi đến đại thành, nhưng lại thất bại trong lúc độ kiếp. May mắn là trưởng môn có mặt tại đó, mới giữ được mạng sống cho chàng trai. Để làm rõ nguyên nhân, trưởng môn đã sử dụng phép toán cộng trừ tính bí kíp, tiêu tốn mất 8 phút tuổi thọ, mới tính ra được kết quả. Chàng trai gặp phải một kiếp nạn tình duyên, vượt qua thì mới trở thành tiên được, nếu không vượt qua thì sẽ độc thân suốt đời. Để thoát kiếp FA, chàng trai một mình xuống núi tìm kiếm mối tình đầu. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, đúng lúc cô ấy đang bị tên biến thái quấy rối. Làm sao đại ca của giới tu luyện có thể để người phụ nữ của mình bị người khác ức hiếp? Anh liền dùng chiêu chân đạp đại bàng, đá vào chỗ hiểm của người đàn ông. Để không gây hiểu lầm, chàng trai kéo tay cô gái và dùng pháp thuật chạy trốn. Điều không ai ngờ tới là, tôi sắp không chịu nổi nữa, hãy kiên trì nhé, tôi sẽ giải độc cho cô ngay. Gì vậy, chúng ta đang ở ngoài đường mà. Sau một đêm tình cờ, cô gái tức giận bước ra khỏi khách sạn. Để giảm bớt sự bực bội của cô và giải quyết chuyện trọng đại của mình, chàng trai đồng ý đến chữa bệnh cho ông của cô gái. Không ngờ rằng, chính quyết định này sẽ khiến anh cuốn vào cuộc tranh chấp quyền thừa kế tài sản. Ngày thứ hai, chàng trai đã đến nhà người phụ nữ theo hẹn để chữa bệnh cho ông mình. Trong khi kiểm tra, anh phát hiện ra ông của người phụ nữ không phải bị bệnh, mà là bị chơi ngải. Chàng trai hoang mang, vội vàng hỏi cô gái chi tiết, nhưng cô cũng không biết nguyên nhân cụ thể khiến ông của cô nằm liệt giường. Nghe đến đây, chàng trai linh cảm, chắc chắn có chuyện bí ẩn. Anh không sợ hãi, mà bình tĩnh, quyết định diễn màn kịch dụ rắn ra khỏi hang. Này ông! Ông nội, anh đã làm gì ông tôi vậy? Phương Thanh Vũ, bọn ta mới ra ngoài một lúc, sao ông lại bị nôn máu vậy? Cô đã làm gì vậy? Tôi, anh ta là ai? Tôi tên là Giang Hằng, máu mà lão gia tử vừa nôn ra, là máu bầm trong người ông ấy, có lợi cho ông ấy. Toàn nói bừa, Phương Thanh Vũ hay nhỉ, dù là vì vội vàng muốn đoạt quyền, cũng không cần dùng cách thấp kém này để hại ông nội chứ. Kỳ Mai, chẳng lẽ chuyện nguyền rủa này liên quan đến tiểu tử này? Không phải đâu mẹ, Tiểu Tuấn, các người nghe tôi giải thích, anh ấy là người tôi tìm đến để chữa bệnh cho ông, biết bao nhiêu bác sĩ đều bó tay, cô tìm một thứ đồ chơi như thế này để chữa bệnh cho ông ấy. Cô lừa ai đấy? Hơn nữa, mọi người ở Hải Thành đều biết, bệnh của ông chỉ có Hoạt Tâm Đan Lưu Gia mới chữa được, và Lưu Gia đã nói rõ, chỉ cần cô đồng ý gả cho anh ấy sẽ cho cô Hoạt Tâm Đan. Nếu cô thực sự muốn cứu ông, sao cô chưa đồng ý? Ai nói bệnh của Phương lão gia tử chỉ có Hoạt Tâm Đan mới có thể chữa được? Làm sao, nghe ý của tên phế vật này, anh có thể chữa được bệnh của ông tôi? Đúng vậy, tiểu gia xuất mã một cái đỉnh hai, bệnh nhỏ không đáng nhắc. Khoác lác, anh cứ khoác lác đi, đừng tưởng tôi không biết. Cái thứ khoác lác, hắn ta rốt cuộc là ai chứ? Hắn là, chính là tên rác rưởi dẫm phải cứt chó vặn. Hơn nữa, chuyện của hai người hôm qua, đừng tưởng tôi không biết. Mẹ, nghe con giải thích, câm miệng lại. Tiểu Tuấn, chị của cậu hôm qua đã làm gì? Hôm qua, Lưu Gia đã chủ động đưa ra Hoạt Tâm Đan, còn cô ấy muốn độc chiếm quyền lực, liên kết với kẻ này, muốn phá hủy Hoạt Tâm Đan, Lưu Thiếu để ngăn cản họ, còn bị đánh một trận, giờ vẫn còn nằm viện. Gì, Phương Thanh Vũ, em của cô có nói thật không? Mẹ, Lưu Bân đó, anh ta căn bản không muốn cho chúng ta Hoạt Tâm Đan, đừng để bị anh ta lừa, được không? Còn dở trò ngoắc ngoẹo nữa, cô dám nói, Lưu Thiếu không phải là do các người đánh, cô. Hay cho cô Phương Vũ này, ông cô đang nguy kịch, cô không nghĩ cách cứu cũng thôi, cô còn cản người ngoài giúp ông cô. Cô rốt cuộc là nghĩ gì đâu? Cô xem, đây là cái việc làm của cô, nhanh đưa ông cô vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu Tuấn, nhanh đi gọi bác sĩ Thường. Được rồi, được rồi. Giang Hành, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu không phải nói có thể chữa bệnh của ông tôi sao? Đừng vội, chờ chút nữa, tiểu gia tôi muốn xem, lại có thể dỡ ra cái gì? Quỷ yên đến, tiểu tử, tôi không quan tâm anh là ai. Nếu bố tôi có chuyện gì, anh đừng mong sống sót ra khỏi Hải Thành. Mẹ, bác sĩ đến rồi, bác sĩ Thường. Chú Tu, liên kết với người ngoài hại ông nội, sau đó dùng danh nghĩa giải dược ép chị gái kết hôn, nhằm nắm quyền lực lớn, tiểu tử này toan tính thật sâu. Nhưng mà, vì hàng triệu dân Hải Thành, tôi không thể để cậu thành công. Các người thật là, bất kể mèo mả gà đồng nào, cũng dám động đến lão gia tử. Bác sĩ Thường, xin hãy kiểm tra lão gia tử trước. Bác sĩ Thường, ông tôi thế nào rồi?
châm cứu bừa bãi, bệnh của lão gia tử càng thêm trầm trọng. Trong một ngày, nếu không uống hoạt tâm đan, thần tiên cũng khó cứu. Cái gì? Cậu kẻ giết người này, Phương gia sẽ không tha cho cậu. Ông tôi giờ đây sắp chết, anh hài lòng rồi chứ? Không, tôi không cố ý, tôi thực sự muốn cứu ông. Giang Hằng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thủ phạm thực sự đã xuất hiện, bây giờ tôi phải thể hiện rồi. Ba phút sau, Phương lão gia tử sẽ tỉnh lại. Cậu đã làm gì với cha tôi? Sao lại có thể kéo hết ra ngoài được? Này, làm sao có thể? Không được, nhất định không thể để lão gia hỏa này tỉnh lại. Khói đen này là sinh khí của lão gia tử. Sinh khí của lão gia tử được giải phóng, chỉ còn một phút nữa sẽ mất mạng. Phương thiếu, đừng chần chừ nữa, nếu kéo dài thêm, dù có lấy được hoạt tâm đan cũng vô dụng mà thôi. Mẹ, nhìn này, đây là cái gì? Đây là hôn thư Lưu gia dành cho Thanh Vũ. Đúng vậy, chỉ cần Phương Thanh Vũ hoặc ông nội tôi ký tên vào đây, hôn thư này sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Lúc đó Lưu gia sẽ dùng hoạt tâm đan làm xính lễ gửi đến nhà chúng ta. Thật ư? Trời ơi, vậy còn đợi gì nữa? Thanh Vũ, nhanh lên ký tên vào đây. Tôi không ký. Mẹ, không sao đâu, chỉ tôi không muốn ký, ông nội ký cũng có hiệu lực. Đúng vậy, theo lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, ông nội là gia chủ, ký tên cũng có hiệu lực. Mẹ, ông nội hình như sắp tỉnh, chẳng cần phải. Ha ha ha. Vãi trưởng, cậu. Cả Hải Thành đều sẽ bị cậu hại chết. Tên rác rưởi dám mắng tôi giết cậu. Phương thiếu, lão gia tử sắp tỉnh rồi, không thể trì hoãn nữa, đêm dài lắm mộng. Được, người đâu, nhanh chóng đưa hôn thư đến Lưu gia. Nhanh lên. Vâng, chỉ cần đem người phụ nữ này gả đi ra ngoài, Phương gia sẽ do tôi quyết định. Phụ nữ xui xẻo, cô đừng bốc hỏa nữa, dân chúng Hải Thành không chịu đựng nổi đâu. Anh nói cái gì? Nói các người những tên ngu ngốc này, chọc ai không chọc, sao lại chọc phải người phụ nữ xui xẻo này? Giờ thì xem, cả nhóm chúng ta đều bị kéo vào. Ý anh là gì? Ý tôi là gì? Cậu không hiểu à? Ông của cậu mắc bệnh không phải là cái gì bệnh tim đâu, ông ấy bị nguyền rủa. Bị nguyền rủa? Đúng vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại dám cản trở lời nguyền của tôi. Bị nguyền rủa? Đừng có nói bậy bạ. Người đâu, hãy đem tiểu tử nói nhăng nói cuội này đánh gãy hết răng và nhổ lưỡi, khiến hắn câm miệng. Ra ra, máu đen của Phương lão gia tử nôn ra rồi mới có thể coi là khỏi bệnh thật sự. Cậu nói nhảm. Phương thiếu, còn đứng đấy làm gì? Động thủ. Vâng. Chờ đã, tôi thấy những gì Giang Hằng nói có lý. Nếu không tại sao ông lại nôn máu đen? Cô đến giờ này vẫn còn bênh vực hắn. Chính là cô dụ dỗ anh ta để hại ông nội. Mẹ, chị con thật là cố chấp. Hay là đưa chị về phòng nhốt lại đi. Đưa tiểu thư về phòng, không cho phép rời khỏi phòng nửa bước. Tránh ra, đừng chạm vào tôi xem ai dám. Các người đúng là chó cùng rứt dậu, thật là tệ hại, quá hạ cấp. Tiểu tử, đừng có nói bậy. Thế nào, tôi nói là chó cùng rứt dậu, ông vội gì chứ? Ông là chó à? Anh muốn chết, làm gì ồn ào vậy? Ông ơi, ông tỉnh rồi. Ông ơi, ông cảm thấy thế nào? Ông vỡ ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Phu nhân, lão gia tử, đây không phải đã tốt rồi sao? Đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Ô, vậy phải làm sao bây giờ? Viên hoạt tâm đan vẫn chưa về, biện pháp hiện tại chỉ có một cách, làm cho lão gia tử ngủ một lát, chờ hoạt tâm đan, nếu không sau khi hồi quang phản chiếu, thì thần tiên cũng khó cứu. Đừng, cậu lại biết thuật phi kim. Thuật phi kim do tổ sư tôi sáng tạo, tôi tất nhiên biết. Còn ông học cái kỹ thuật mèo cào ấy ở đâu? Bác sĩ Thường, nói nhảm gì thế, giết chết hắn. Trước mặt tôi, mà dám ra tay, trả lại cho ông, ôi. Đồ vô dụng, Phương Tuấn. Tôi rõ ràng đã cứu ông cậu. Cậu còn muốn đánh tôi à? Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hừ. Giơ tay lên, dừng tay, ra, tôi vẫn còn sống đây này. Hạ súng xuống. Phương Tuấn, cậu thật là to gan. Không phải, ông nội, tôi làm tất cả vì tốt cho ông. Đúng vậy, bố,
Ai biết tiểu tử này, từ đâu chui ra, Phương Thanh Vũ này, thật là, dám mang đến chữa bệnh cho ông. Cô cũng vật, Giang Tiểu Hữu, tôi vừa nghe thấy một chút. Tôi không bị bệnh. Tôi là, bị nguyền rủa, không sai, cái nguyền ấy. Chính ông ta đã hại ngài, tôi không có lý do gì để hại ngài. Tôi thề, nếu tôi hại ngài, xét đánh chết tôi. Hơn nữa, không có bằng chứng trực tiếp nào, chỉ ra rằng bác sĩ thường, vì vậy, không thể như thế này, dễ dàng xử lý hắn ta. Bằng chứng? Tôi có. Mọi người hãy xem. Đây là cái gì? Đây là bản mệnh chú trùng, chỉ cần làm bị thương bản mệnh chú trùng này, người hạ chú này cũng sẽ bị phản lại. Ngươi dừng lại. Ngày phòng đêm phòng, khó phòng kẻ trộm trong nhà. Thường Phong, ta hỏi ngươi, ai sai khiến ngươi, nếu ta bị khai ra thì xong đời. Đồ khốn nạn, Phương gia ta đối với ngươi không tệ, ngươi dám hại ông nội ta. Phương Tuấn, cậu đang vội vàng muốn giết người bịt miệng à? Không phải, tôi chỉ quá sợ hãi mà thôi. Ra ra, đừng nghe lời người ngoài này, kích động chia rẽ. Thôi được. Hãy đưa hắn xuống dưới, ra ra, ông hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước đây, chờ đã. Giang Tiểu Hữu đã cứu mạng tôi. Chúng ta Phương gia làm sao có thể không bày tỏ lòng biết ơn, dĩ nhiên, ân cứu mạng, phải dùng thân báo đáp. Tôi sẽ gả cháu gái của mình, Thanh Vũ, cho cậu nhé, cậu có đồng ý không? Ông nội, tôi không đồng ý. Thanh Vũ, sao con không nghe lời, ông nội nữa, ra ra, mặc dù Giang Hằng đã cứu mạng của ông, con rất biết ơn anh ấy, nhưng con không yêu anh ấy. Sao con lại biết con không yêu cậu ấy, ra ra, con mới gặp anh ấy hôm nay, sao có thể yêu anh ấy được? Thanh Vũ à, con nghe lời ông dễ không hại con đâu. Cha, cha có phải lú lẫn rồi không? Gia đình chúng ta ở Hải Thành là gia đình danh giá nhất, sao có thể để con gái kết hôn với một người vô danh tiểu tốt như vậy? Giang Tiểu Hữu à, là đệ tử của tiên nhân, mang theo tuyệt học, lại còn rất tài giỏi. Ghép đôi với đích nữ nhà chúng ta là quá xứng rồi, cha. Thanh Vũ này, con bé không muốn, đừng ép con bé nữa, nếu không thì chuyện này, cứ bỏ qua đi. Giang Hằng, anh không phải thích đồ cổ sao? Nói đi, đưa giá đi. Bao nhiêu tiền? Một cái, hai cái. Không ai nghe lời tôi nữa. Phương Lão Gia Tử, đưa tay cho tôi. Phương Lão Gia Tử, tôi đã nói với ông rồi, bây giờ ông rất yếu. Không thể tức giận, Giang Tiểu Hữu à, cậu chưa đồng ý với tôi, cậu có muốn không? Tôi muốn, cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Giang Hằng, đừng nghĩ rằng cứu ông tôi sẽ thích anh. Nói như thể tôi thích cô vậy, nếu không thì, thế này nhé, cô kết hôn với tôi 3 tháng, sau đó chúng ta ly hôn. Giang Hằng, anh định toàn tính tài sản Phương gia của tôi, phải không? Ai toàn tính tài sản nhà cô, tài sản Phương gia, có liên quan gì đến tôi? Thế này nhé, các người, Phương gia, cho tôi khoảng 1-2 triệu, cái gọi là, phí khám, tôi cho anh 30 triệu. Nhưng tôi muốn đặt 3 điều kiện. Thứ nhất, anh không được dùng danh nghĩa chồng tôi, đi khắp nơi lừa gạt. Thứ hai, 3 tháng hết hạn, chúng ta ly hôn ngay, không được trì hoãn. Thứ ba, không được chạm vào tôi, được rồi, thành giao. Khi phá giải được điểm xấu, sau đó cùng với người phụ nữ này, dứt khoát, tôi có thể cầm 30 triệu, ra ngoài sống thoải mái, được. Hôn ước đã thành, vậy thì, dẫn Giang Hằng, đi dạo phố đi, vậy ra ra. Đi nghỉ ngơi đi, ra ra. Phương Tuấn, cậu làm việc như vậy à? Anh Bân, không phải lỗi của tôi mà, nếu tôi không phản ứng nhanh, Thường Phong đã khai ra hết, mọi chuyện rồi, hôn thư Lưu Gia đã nhận được, nếu Phương Thanh Vũ không gả cho tôi. Thì là làm mất mặt Lưu gia, và cơn thịnh nộ của Lưu gia, cậu chịu nổi không? Anh Bân, tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Phương Tuấn, nếu cậu không thể giúp tôi cưới chị gái cậu, vị trí gia chủ Phương gia, cậu cũng không thể ngồi được, hiểu không? Anh Bân, dù sao thì, hôn thư cũng đã ở trong tay anh rồi, hay là chúng ta, cứ việc làm cho xong chuyện. Anh có thể đừng đi theo tôi không? Ai đi theo cô chứ? Là Phương lão bảo tôi, đi cùng cô mua sắm. Có gì để mua chứ, chúng ta cứ mỗi người một ngả, khi ông nội hỏi, cứ nói là không biết gì hết là được. Không được đâu, tôi là người thật thà, không biết nói dối, tôi nói này, anh, sao lại không biết xấu hổ thế,
Tôi nói cho anh biết, dù anh đã cứu ông tôi, nhưng mà, tôi không thích anh chính là không thích anh, cô không thích tôi, được thôi. Nhưng đừng cùng tôi kết hôn, không được. Anh đúng là đồ vô lại, đúng, tôi chính là vô lại, nhưng tôi là tên vô lại, trong mắt ông của cô, là đệ tử của thần tiên, thân mang tuyệt học, đẹp trai, thật không biết xấu hổ, được rồi, chút nữa đi đâu chơi? Vậy thì, đi mua cho tôi cốc cà phê đã. Sao, anh bây giờ là chồng chưa cưới của tôi, không lẽ, đến cốc cà phê, cũng không chịu mua cho tôi? Thôi được, cô chờ đấy. Tôi có như vậy, không được chào đón sao? Cô gái nhỏ này, đợi 3 tháng trôi qua, tôi lấy được tiền, sẽ đá cô ta ngay lập tức. Liêu Bân, thả tôi ra, Phương Thanh Vũ. Hay là chúng ta phụng tử thành hôn đi? Dù sao thì sớm muộn, em cũng là người phụ nữ của anh. Liêu Bân, anh thử động vào tôi xem. Trên hôn thư này, có Phương gia chủ, giấu tay, đợi chúng ta gạo nấu thành cơm. Các người dù không muốn cũng phải, chấp nhận tôi làm con rể. Liêu Bân, nếu anh dám động vào tôi, ông nội tôi sẽ không để yên cho anh. Hôn thư ở trong tay tôi, Phương gia các người. Có vẻ không có lý. Cô đừng cố gắng vùng vẫy nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, à. Dám đá tôi à, giữ cô ấy lại. Ở Hải Thành này, chưa từng có người phụ nữ nào mà Liêu Bân không có được. Cái gì thế này? Còn đắt hơn cả trà, còn không ngon bằng trà. Không đúng. Có thứ gì đó được cho vào đây. Tiên sinh, đây là nơi công cộng, xin hãy chú ý ảnh hưởng, chuyện gì thế? Các người ở bên trong, cho thứ gì vào? Cà phê của chúng tôi, không chứa bất kỳ phụ gia nào, tiên sinh. Nói bừa. Nếu các người không cho vào, tôi làm sao? Là người xui xẻo đó gặp chuyện. Thật nóng, cảm thấy nóng à? Anh giúp em đây. Ha ha. Anh là ai? Làm sao vào được đây? Tôi là ai? Tôi là hôn phu của cô ấy. Chính là tiểu tử cậu. Luôn phá hoại tôi. Tiểu tử, tôi khuyên cậu, biến khỏi Hải Thành. Tôi còn tha cho cậu một mạng, nếu tôi không đi. Hừ, muốn chết à? Kéo hắn ra ngoài, giết hắn đi. Hai đứa vô dụng này, bị đâm vài cái, kêu la cái gì, đâm vào điểm yếu của chúng. Nếu không, cậu thử đi, đợi đã, Giang Hằng, chúng ta, không thù không oán, tôi có thể cho cậu, đủ tiền để sống sung sướng cả đời, hà cớ gì phải đối đầu với tôi, trói vị hôn thê của tôi vào giường, cho ít tiền, là xong sao, chỉ vì, một câu nói của lão giả đó. Cô ấy thật sự, là người của cậu à? Cậu cũng nên tự nhìn lại mình đi. Tôi không xứng. Còn cậu xứng à? Giang Hằng, tôi nghe nói, hai người kết hôn giả. Tôi cho cậu 50 triệu, cầm lấy tiền này, rời khỏi Hải Thành, thế nào, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi cũng không muốn, đội cái mũ xanh lên đầu. Trong 3 tháng này, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ngay cả Ngọc Hoàng động vào cô ấy. Cũng phải chịu kim của tôi, cậu có thể đi tìm hiểu không, Lưu gia ở Hải Thành, vì một người phụ nữ. Có thực sự đáng không, đe dọa tôi, Giang Hằng. Nếu cậu dám trích tôi một cái kim, Lưu gia của tôi sẽ trả đũa gấp trăm lần. Lúc đó, cậu sợ rằng sẽ trở thành con nhím. Ha ha. Tôi sẽ khiến cậu trở thành con nhím trước. Hai tên vô dụng kia, đứng lên đi, giết hắn đi. À, cậu định làm gì đấy? Tôi luôn nói là làm. Tôi sẽ biến cậu thành con nhím. Đau, a, à, ngứa, tê, mỏi. Thế nào con nhím? Đau, ngứa, tê, mỏi. Để cậu trải nghiệm hết một lần. Sai rồi anh ơi. Tha cho em một mạng. Hai người kia, dẫn cậu ta, biến. Thanh Vũ, cô không sao chứ?
đừng đừng, cô chịu đựng chút đi, tôi châm cứu cho cô. Kim của tôi đâu rồi? Xong rồi, tất cả đều ở trên người con nhím kia rồi. Ái! Giang Hằng, anh là đàn ông. Anh đã nói rõ ràng, sẽ không chạm vào tôi. Tôi sẽ giết anh. Buông ra. Tôi buông ra cũng được. Nhưng cô đừng đụng tay đụng chân với tôi nữa. Hỗn trướng, anh đã đụng vào tôi, vậy mà anh còn dám nói những lời này. Buông tay ra. Tôi đã suy nghĩ kỹ và tôi quyết định kết hôn với cô. Tôi còn thất thân rồi. Tôi, khi chia tay với cô, phải thêm tiền. Anh thật không biết xấu hổ. Tôi sẽ nói với ông nội tôi, để lấy mạng anh. Lấy mạng cái gì, không đến nỗi đâu. Ông nội, sao ông lại ở đây? Ông giúp cháu thu thập người này đi. Tôi đã đến đây từ sớm. Xin lỗi, tôi làm phiền hai người. Tôi đã đứng đợi ngoài cửa. Ông đến rồi, sao ông không ngăn cản anh ta? Chỉ để anh ta hủy hoại tôi sao? Thành Vũ à, Giang Hằng không phải đến để hủy hoại con, mà là để cứu con. Đúng vậy, làm sao tôi có thể nhìn cô dục hỏa thiêu thân mà chết? Tôi là bác sĩ, tôi không thể không cứu người. Đơn giản là nhân cha. Hạ Lưu, Thành Vũ à, chuyện này tôi đã làm rõ rồi. Người hạ độc là Lưu Bân, anh ta mới là kẻ hạ lưu. Nếu không phải Giang Hằng kịp thời cứu con đã thật sự hỏng mất rồi. Ông nội, sao ông lại giúp anh ta nói chuyện? Được rồi, được rồi. Hai người có thể cãi nhau, nhưng hãy làm lành. Tôi, ông già này, không làm phiền được. Lưu Bân, người đàn ông đó, sau này xem tôi làm sao thu thập anh ta. Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Tôi đi đây. Chân mềm đi, cố bậy giờ có thể không? Đừng đi theo tôi không muốn nhìn thấy anh. Không được, nếu cô, xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ tiêu đời. Tôi phải theo dõi cô. Anh đi không? Không đi, không đi à? À, chuyện gì thế này? À, sao chân tôi, giống như bị đạp phải. Đau quá, tôi đã nói rồi mà. Cô không tin. Giờ cơ thể của cô, không chỉ của riêng cô, một người, nếu cô bị thương, tôi cũng sẽ bị thương theo. Vậy phải làm sao? Qua 3 tháng sẽ ổn thôi. Vậy thì, quy ước 3 điều, phải thêm một điều. Thêm cái gì? Chúng ta không được làm những việc nguy hiểm, càng không được tự làm hại mình. Nếu như cô gặp phải chuyện nguy hiểm, hãy lập tức gọi điện cho tôi. Tôi gặp nguy hiểm cũng không cần anh cứu. Ai cần cô nghĩ đến tôi chứ? Tiểu gia muốn cứu là cứu chính mình. Anh, còn nữa, chuyện này phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Được, tôi đồng ý. Anh có thể đừng theo tôi nữa được không? Không được theo tôi cứ theo đấy, anh phiền quá đi. Ồ, Thành Vũ, đang đi dạo với vị hôn phu đấy à? Chẳng phải đã nói rồi sao? Không được lấy danh, Phương gia của chúng ta, để mà làm loạn sao? Anh cái người này, rốt cuộc có chút uy tín nào không? Tôi là từ ông nội cô, nghe nói, ông của cô, đã gửi thiệp mời đến các gia đình lớn ở Hải Thành. 3 ngày sau, là lễ đính hôn của cô. Cái gì, thật sao? Thật không hiểu, cô gặp vận may gì mà, chồng chưa cưới là đệ tử của thần tiên, còn đẹp trai nữa, chỉ Tuyết Phi. Cố tình đến đây, để xem tôi bẽ mặt, phải không? Xem cái gì mà bẽ mặt, tôi đến đây để đào góc tường đấy. Ôi chao, không cần đào, cái tường này tôi tặng cô, miễn phí đấy. Phương Thanh Vũ, cô quá đáng rồi đấy. Tiểu gia hoàn toàn xứng đôi với cô, tại sao lại hạ thấp tôi như vậy? Đúng đúng, là tôi không xứng với anh mau đi với người khác đi. Giang đại sư, Phương Thanh Vũ là như vậy, không phân biệt được tốt xấu. Lên xe của tôi đi. Sao anh lại nhìn tôi? Lên xe của cô ấy nhanh lên, đó là cô nói đấy nhé. Tôi nói, tôi sẽ đi gặp ông ngay, hủy bỏ buổi lễ đính hôn. Dù sao 3 tháng nữa, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Vậy, chỉ cần nhớ, điều khoản của chúng ta, thêm một điều nữa. Nhà cô cũng có nhiều tiền ghê. Tôi và Thành Vũ là bạn cùng lớp từ nhỏ. Mỗi lần thi, chúng tôi thay phiên nhau đứng đầu. Nói chung, mọi mặt đều cạnh tranh. Các người so tới so lui, không mệt sao? Vì vậy, chồng cũng phải so sánh. Tôi thực sự muốn phá Phương Thanh Vũ, không đùa đâu. Cô, đừng làm loạn. Phương Thanh Vũ không hiểu, nhưng tôi thì biết. Vị trí của Lộ Bán Tiền ở Long Quốc, sư phụ của tôi cũng chỉ là bán tiên, còn tôi cũng chỉ là một tiểu bán tiên. Thật sự không cân nhắc tôi sao? Tôi mọi mặt không thua kém Phương Thanh Vũ đâu. Về thân hình,
còn hấp dẫn hơn. Bố đến đúng lúc lắm, con sắp lấy được Giang Hằng rồi. Làm loạn, khách quý đến thăm, tôi là chủ nhà, sao có thể không lộ mặt. Giang Tiểu Hữu, mời cậu qua đây, thực ra, muốn nhờ cậu xem giúp. Tôi cũng không biết, mình bị bệnh gì, khắp người, chỗ nào cũng không thoải mái. Tất nhiên rồi, về phí khám bệnh, ngài yên tâm. Mời ngài ngồi. Giang Hằng, chuyện gì vậy? Không phải bệnh nặng đâu, yên tâm, dễ chữa. Ngài cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy khỏe rồi, sức lực toàn thân đã trở lại. Ba thật sự khỏe rồi, bao lâu rồi ba không đi đường mang phong như vậy. Ha ha ha, Giang Tiểu Hữu, không hổ danh là đệ tử thần tiên. Tuyết Phi còn ở lại nói chuyện với Giang Tiểu Hữu, ta ra sân chạy vài vòng. Ha ha, này, phí khám bệnh đâu? Phí khám bệnh của anh chính là tôi đây. Tiểu soái ca, còn khá ngại ngùng đấy. Xem ra, chưa có nhiều kinh nghiệm nhỉ. Cô học mấy thứ này ở đâu thế? Tôi thấy lông tơ trên mặt cô, vẫn chưa dụng hết đâu. Rõ ràng là một tấm thân trong trắng. Cô làm sao mà giả vờ, như một tay lão luyện thế hả? Bổn cô nương, chưa có kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có kinh nghiệm lý thuyết phong phú thôi. Không được à, tôi khuyên cô, nên xem ít mấy cái loại. Mà hai ba người, là có thể diễn thành phim đấy đi. Còn có ba người nữa cơ à? Tôi không biết, tôi không rõ, đừng hỏi tôi. Được rồi, đưa tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển cho anh 200.000. Phí chẩn đoán, nhiều vậy sao? Bệnh của chị lão gia tử, không nặng đến mức đó, không cần nhiều tiền như vậy. Như thế không được, đệ tử thần tiên thì phải có đệ tử thần tiên. Phong cách, phí xuất hiện không thể thấp. Vậy, tôi sẽ cho cô số tài khoản, gửi qua. Alo, Giang Hằng, Lưu Bân, đưa người đến nhà tôi rồi, anh mau về đi. Được rồi. Giang Hằng, Phương Thanh Vũ luôn hạ thấp anh, sao anh còn lo cho cô ấy? Chuyện của cô ấy, tôi không thể bỏ qua. Vậy thì, tôi lái xe đưa anh. Không cần đâu, để tài xế của cô đưa tôi đi là được. Gia đình lớn của các cô, ân oán sâu đậm, tôi sợ kéo gia đình cô, cũng bị lôi vào. Nhìn như một kẻ vô lại. Không ngờ, lại trọng tình trọng nghĩa. Lưu Bân, Phương gia chúng tôi, ở Hải Thành này, cũng được coi là có danh có tiếng. Anh dám làm chuyện này sao? Phương lão, tôi có gì mà không dám. Các người Phương gia trước gửi hôn thư, sau lại đem Thanh Vũ gả cho người khác, còn muốn tổ chức lễ đính hôn gì đó. Thật sự coi Lưu gia tôi như không khí sao? Cái hôn thư đó, thực ra không biết gì cả. Thanh Vũ cũng không đồng ý. Lưu Bân, anh thỉnh chúng tôi ra trước đã. Cùng lắm thì, tôi xin lỗi Lưu gia. Xin lỗi cái gì? Tôi muốn người. Tôi đã nói rồi, Lưu gia không thể đắc tội, người vẫn cứ làm vậy, thì chi bằng gả Thanh Vũ, cho Lưu Bân thôi. Đúng vậy, ông nội, nhà chúng ta có thể kết thông gia với Lưu gia, lợi ích rất nhiều, hai người im đi. Lưu Bân, tôi nói cho anh biết, Thanh Vũ là người duy nhất trong thế hệ sau của Phương gia, có tài năng, tương lai của Phương gia, đều dựa vào cô ấy. Tôi không thể gả Thanh Vũ cho anh. Bố, sao bố có thể nói vậy? Phương Tuấn, con thấy không thua kém Thanh Vũ, hơn nữa nó còn là con trai, nó mới là tương lai của Phương gia. Tôi thấy bà nói rất có lý. Phương lão, ông gả Thanh Vũ cho tôi, sau đó chuyển lại chức gia chủ cho Phương Tuấn, còn ông an hưởng tuổi già, chẳng phải rất tuyệt sao? Anh nằm mơ, lão già kia đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lão già này tính khí cứng đầu, chỉ thích uống rượu phạt. Được, vậy thì đừng trách tôi. Phương Thanh Vũ, cô đang giả chết à? Tất cả đều tại cô. Cô cứ chờ mắt mà nhìn đi. Đúng vậy chị, nếu chị sớm kết hôn với Lưu gia, Phương gia chúng ta có thể rơi vào tình cảnh này không? Tên cái thứ rác rưởi, người ta đã đánh vào nhà rồi, mà các người còn đấu đá nhau. Thanh Vũ, rốt cuộc đã làm gì sai? Gia gia, Phương Thanh Vũ, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Cô gả cho tôi, hay tôi sẽ tiễn lão giả này lên đường. Thanh Vũ, đừng đồng ý với hắn. Phương gia chúng ta có lòng tự trọng, chị cứ đồng ý với hắn đi. Phương Thanh Vũ, cô muốn nhìn Phương gia bị cô hại chết sao? Đồ vô dụng này, lúc đầu tôi không nên sinh cô ra. Cô, các người, Lưu Bân, anh thả ông nội tôi ra, tôi sẽ gả cho anh. Lúc trước làm vậy không phải tốt sao? Chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải gây chuyện như vậy?
Thanh Vũ, đừng mà. Anh thả ông nội tôi ra, ông đã lớn tuổi rồi, không chịu được cú sốc này. Được thôi. Tôi đã đồng ý gả cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Được thôi, hôn thư đã ở trong tay tôi. Các người Phương gia, không phải vẫn là lật mặt sao? Anh Bân, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà. Anh có yêu cầu gì? Cứ nói, ừ. Vậy tôi nói nhé, Phương Thanh Vũ, cô sớm muộn gì cũng sẽ là vợ tôi. Chúng ta động phòng ngay bây giờ, ngay tại đây, trước mặt người Phương gia, và thủ hạ của tôi, để họ làm chứng. Liêu Bân, anh thật đúng là rác rưởi. Chị chịu thiệt chút đi. Tôi hứa, tôi sẽ nhắm mắt không nhìn. Có gì to tát đâu, tôi đã chăm cô, từ nhỏ đến lớn, trên người cô, chỗ nào tôi chưa nhìn thấy. Bà nói là lời của con người sao? Phương Thanh Vũ, cô phải biết ơn đấy. Tôi còn không chê cô, là đồ đã qua tay. Cô nên mừng thầm đi. Chỉ cần chị đồng ý, gả vào Liêu gia, đến lúc đó, thế lực Phương gia chúng ta ở Hải Thành, sẽ được nâng cao đáng kể. Đó là công lao của chị, đúng vậy. Thanh Vũ, đừng trách tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với cô. Con nhím, anh quên những gì tôi đã nói rồi sao? Giang Hằng, cuối cùng anh đã đến. Giang Hằng, anh thực sự dám đến à? Tôi có gì mà không dám chứ? Tôi đã nói rồi, dù là Thiên Vương lão tử, động đến Thanh Vũ, tôi cũng sẽ đánh. Sao? Lần trước bị kim của tôi đâm, chưa đủ sao? Còn dám nhắc đến lần trước? Lần trước tôi hạ dược, nhưng cậu lại được lợi. Cậu còn dám nói nữa sao? Việc hạ dược cho con gái, cậu còn làm được như vậy? Cậu còn là người không? Phụ nữ mà Lưu Bân tôi thích, không ai mà không đạt được. Đừng nói đến việc dùng thuốc, những thủ đoạn khác của tôi còn nhiều lắm. Xem ra cậu thật sự không phải người. Vậy hôm nay tôi sẽ trừ hại cho dân. Dừng tay, Giang Hằng, không cho phép anh làm hại anh Bân. Nếu anh động đến Lưu Bân, cả nhà chúng tôi sẽ chết hết. Nhanh chóng bỏ kim xuống. Phương Thanh Vũ, tôi nói Phương lão gia tử này nhân phẩm khá tốt, làm sao mà lại dạy ra hai cực phẩm thế này? Các người đại gia tộc đều thế này à? Tôi cũng không biết sao nữa. Hai người họ làm tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Được rồi, vậy tiểu gia trước tiên giúp dọn dẹp con nhím này trước, xử lý tôi, dẫn theo từng này người đến Phương gia. Cậu thật nghĩ tôi không có chuẩn bị gì sao? Là tay bắn tỉa. Đúng vậy, tôi đã thuê hai lính đánh thuê. Giang Hằng, tôi muốn xem phi tiêu của cậu nhanh hay đạn nhanh hơn. Liêu Bân, cậu điên rồi. Đây là Long Quốc, cậu dám tự tiện dẫn lính đánh thuê vào, Liêu gia gánh nổi không? Tôi điên rồi. Giang Hằng, chỉ cần bây giờ cậu dám động đậy, đầu của lão già này và đầu của Phương Thanh Vũ sẽ nở hơn đấy. Nếu Phương Thanh Vũ chết, tôi cũng sẽ chết theo. Rắc rối thật. Giang Hằng, phi tiêu thuật của cậu không phải rất giỏi sao? Sao không dám dùng nữa? Giang Hằng, anh mau đi đi, đừng lo cho Phương gia nữa. Cô quên lời tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không thể bỏ mặc cô được. Đừng diễn trò tình cảm ở đây nữa. Bây giờ ném hết tất cả phi tiêu trên người cậu xuống đất đi. Nếu không, tôi sẽ cho người bắn đấy. Đừng mà. Đừng. Trói hắn lại cho tôi. Là Phương gia chúng tôi đã liên lụy anh. Rất tốt, đây là kết cục khi chống lại Lưu Bân tôi. Lát nữa, cậu sẽ nhìn thấy tôi và Phương Thanh Vũ vào động phòng. Sau đó, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Lưu Bân, anh tự ý thuê lính đánh thuê, Lưu gia cũng khó tránh khỏi bị phạt. Long Quốc không phải là nơi vô pháp. Lính đánh thuê gì chứ? Vừa nãy, đây là lính đánh thuê của tôi. Cô muốn dùng cái này để tố cáo tôi. Lưu gia, tùy cô thôi. Anh thật nham hiểm. Tôi nham hiểm. Chính tiểu tử này quá ngu ngốc, dám tranh giành phụ nữ với tôi, dám đấu với tôi. Tôi khinh tiểu tử. Bây giờ nhìn đi, xem tôi sẽ làm gì với Phương Thanh Vũ. Liêu Bân, anh dám động vào Thanh Vũ, Phương gia sẽ không đội trời chung với anh. Không đội trời chung cái gì? Lão gia tử, lời này của ông là xa lạ rồi. Chúng ta là người một nhà mà. Anh Bân, đủ rồi. Sao lại khiến cậu và dì phải chịu thiệt thòi? Không thiệt thòi gì. Các người, chị phải ngoan ngoãn lấy anh Bân. Phương gia chúng ta, tôi và mẹ tôi, có thể dùng như thế này. Cậu dám cấu kết với Lưu Bân, hại người nhà. Hai người đúng là rác rưởi, kẻ phản bội, Phương gia sẽ bị hủy trong tay hai người. Bố nói gì vậy? Thanh Vũ, gả cho Lưu Bân. Phương Tuấn, quản lý Phương gia, bố thì an hưởng tuổi già, có gì không tốt đâu chứ? Con và Phương Tuấn đều vì tốt cho Phương gia. Vì tốt cho Phương gia, các người là đang lột da hổ,
Các người, những đứa ngốc, bị Lưu Bân bán đi, các người còn phải đếm tiền cho hắn. Mau, mau thả ông nội ra. Tránh ra. Dựa vào đâu mà ông luôn đứng về phía cô ta, mà không đứng về phía tôi? Bao nhiêu năm rồi, luôn để chị tôi nắm quyền. Ông nhất định phải như vậy sao? Dựa vào đâu? Dựa vào việc chị cậu, không phải là kẻ ăn cháo đá bát. Tốt thôi. Ông nội, nếu ông nhất quyết như vậy, thì đừng trách tôi không khách sáo. Phương Tuấn, cậu định làm gì? Ông nội đột tử, chị gả cho người khác. Đến lúc đó, chủ nhân Phương gia, tự nhiên là của tôi. Cậu, ông đem vị trí gia chủ Phương gia, truyền cho Phương Tuấn, có một số việc, chúng ta cũng không muốn xảy ra, phải không? Con trai tôi sao lại cưới một người đàn bà độc ác như cô? Thật là tội lỗi, tội lỗi. Im cái miệng chó của ông lại. Ông nội. Lưu Bân, anh thật đúng là tên hỗn đản. Lưu Bân, anh thật sự quá đáng. Chị gia chủ, chuyện của tôi và Phương gia, không đến lượt ông can thiệp, cậu dẫn người xông vào Phương gia, còn dị nhục Phương lão như vậy, tôi và Phương gia, cùng là gia tộc ở Hải Thành, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đừng giả vờ thánh mẫu ở đây đi, nói đi, chị gia có mục đích gì? Lưu Bân, đạo lý môi hở răng lạnh, tôi hiểu rõ mà, hôm nay cậu có thể, bất chấp thủ đoạn để, đối phó với Phương gia, sau này cũng sẽ đối xử như vậy với chị gia, mọi người nhìn kỹ đi. Trên tờ hôn thư này, có dấu tay của gia chủ Phương gia, và cha tôi, nói xem, Phương Thanh Vũ, có phải là vị hôn thê của tôi không, theo lý mà nói. Đúng. Tờ hôn thư đó là họ bắt, ông nội điểm chỉ, ông nội không hề hay biết, ai còn quan tâm những chuyện đó nữa. Hôn thư nằm trong tay tôi, Phương gia lại muốn hủy hôn, hơn nữa. Còn muốn gả Phương Thanh Vũ, cho tiểu tử này, còn phải tổ chức thật hoành tráng, tiệc đính hôn gì chứ. Đây không phải là làm mất mặt Lưu gia sao, nói xem. Tôi có quá đáng không? Lưu Bân, cái hôn ước mà anh nói, Phương lão không hề biết, Phương Thanh Vũ không đồng ý, là anh, cùng với Phương Tuấn giả mạo ra, sao anh lại coi nó như thánh chỉ vậy? Dù sao thì hôn ước đã ở trong tay tôi, dù tôi đi đâu cũng là hợp lý, ai còn quan tâm đến sự đúng sai trong chuyện này? Hôm nay dù tôi có diệt Phương gia, cũng không ai có thể trách tôi. Bân thiếu, anh nói gì thế? Tôi đã công nhận anh là anh rể tôi rồi, anh còn vội diệt Phương gia chúng tôi, không cần thiết mà, chuyện của Phương gia còn chưa đến lượt người ngoài can thiệp, anh thấy không, quan hệ của tôi với Phương gia rất tốt, không cần anh lo chuyện bao đồng. Bố, phải làm sao đây? Chuyện trong Phương gia, tôi có thể không quan tâm. Nhưng Giang Tiểu Hữu là khách quý của chị gia chúng tôi, anh phải thả Giang Tiểu Hữu ra. Thả ngươi? Ông đang mơ à? Tôi không những không thả hắn, mà còn sẽ từ từ tra tấn hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Lưu Bân, nếu anh dám động vào Giang Hằng, tức là anh đã đối đầu với chị gia chúng tôi. Dù Lưu gia của anh là gia tộc đứng đầu ở Hải Thành, nhưng nếu chị gia của tôi liên thủ với Phương gia, cũng đủ để chống lại anh. Tôi thật không hiểu, tiểu tử này chỉ là biết châm cứu thôi mà, có đáng để cô và Phương gia nâng niu như thế không? Không cần phải hiểu, nói thật cho anh biết, Giang Tiểu Hữu là con rể mà tôi đã chọn. Trước đây tôi yêu cầu cưới chị Tuyết Phi, ông không đồng ý, bây giờ tôi yêu cầu cưới Phương Thanh Vũ. Lão già này không đồng ý, nhất quyết để tiểu tử này làm con rể các người. Các người bị điên rồi sao? Bân thiếu, ông nội tôi lẩm cẩm rồi. Tôi không có lẩm cẩm, tôi vẫn luôn xem anh là anh rể của tôi. Đúng vậy. Tôi, người con rể này, chỉ có một người, đó là anh. Chị Hải Thao, tôi sẽ không tha cho hắn. Chị ra các người, thực sự dám đối đầu với Lưu gia sao? Đừng nói là đối đầu. Dù là không đội trời chung thì sao? Ông uống nhầm thuốc à? Hạ Trùng bất khả ngữ băng, cậu hoàn toàn không hiểu rõ Giang Tiểu Hữu là loại người nào, lại càng không hiểu rõ tài năng và học vấn của Giang Tiểu Hữu. Xin lỗi, tôi không hứng thú biết. Đem tiểu tử này, tim gan phèo phổi móc hết ra cho tôi. Tôi muốn xem, có gì đặc biệt, anh dám. Sao không mở được, chị Tuyết Phi, đó là dây thép dùng cho cần cầu. Hơn nữa còn là nút chết. Cô không thể mở được đâu, muốn mang anh ta đi, cũng được, nhưng chỉ là xác chết thôi. Bân thiếu, nhanh giết tiểu tử này, nếu không vì hắn, bác sĩ Thường cũng không chết. Chính cậu đã xúi dục bác sĩ Thường, nguyền rủa ông nội, đúng vậy, là tôi, tại sao cô không ngoan ngoãn, cưới Lưu Bân, cái lão bất tử này, sao lại không ngoan ngoãn, giao quyền lực cho tôi. Tôi bị các người ép buộc mà thôi. Còn à?
thật sự là ủy khuất cho con rồi. Nhưng mà, sau hôm nay, Phương gia sẽ do con quyết định. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc bác sĩ Thường, chỉ vì tên rác rưởi này. Khiến bác sĩ Thường phải chết, tiền của tôi cũng đổ sông đổ biển. Các người thật đáng sợ, vì quyền lực và địa vị, đến cả người nhà cũng hại. Phương Thanh Vũ, em trai cô sắp là gia chủ Phương gia, cô cũng không đủ tư cách chỉ trích cậu ấy. Yên tâm đi về Lưu gia, làm thái thái của cô đi. Ông cũng thấy rồi đó, quan hệ giữa tôi và Phương gia rất tốt. Ông lại muốn liên kết với Phương gia, để đối phó tôi. Không phải là chuyện cười sao, Lưu Bân. Cậu và Phương Tuấn liên kết thế nào, tôi không quan tâm, nhưng Giang Tiểu Hữu, tôi nhất định phải bảo vệ. Bảo vệ? Bảo vệ cái gì, ông bảo vệ thế nào? Nào, ông đỡ đạn cho hắn đi. Đạn để tôi đỡ, cô mau tránh ra, nếu cô chết, tôi... Tôi biết, nhưng dù sao tôi cũng đã liên lụy anh, sao tôi có thể trơ mắt nhìn, Phương Thanh Vũ. Cô mau tránh ra, đồ phản bội, tiện nhân này, cô là người phụ nữ của Lưu Bân, rốt cuộc ai là phản bội, cô. Là cô, mẹ, lúc đầu mẹ không nên sinh ra, đứa xui xẻo này, có phải không, ruột gan tôi đều hối hận xanh dần. Phương Thanh Vũ, tôi cho cô 3 giây, nếu không, đừng trách tôi trở mặt. Tránh ra. Phương Tuấn, tránh ra, nếu cô ấy muốn chết, thì tôi sẽ giúp cô ấy thành toàn. Lưu Bân, dù tôi có chết, cũng không bao giờ thuộc về anh. Anh bắn đi, làm vợ nhà giàu Lưu gia không làm. Nhất quyết muốn chết cùng tên vô dụng này. Được, tôi sẽ tiễn cô lên đường. Bân Thiếu, không sao chứ, Bân Thiếu. Lưu Bân, tôi đã nói với anh rồi. Ai dám động vào Phương Thanh Vũ, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng phải chịu kim của tôi. Anh đúng là nhớ ăn nhưng không nhớ đánh. Giang Tiểu Hữu, không hổ danh đệ tử thần tiên, kỹ thuật phi tiêu, quỷ khích thần sầu. Trên đời có người đạt đến trình độ này, e rằng chỉ có Lộ Bán Tiên thôi. Dây thép này không tháo được, làm sao bây giờ, nhanh đưa tôi một cái kim. Giang Hằng, anh không phải con người đúng không? Mặc dù, tôi vẫn chưa đạt đến trình độ bán tiên của sư phụ tôi, nhưng, ít nhất tôi cũng là một bán tiên nho nhỏ. Việc dọn dẹp đám cá nhỏ này, có thể nói là dễ như ăn cháo. Giang Hằng. Diễn xuất của anh quá cường điệu, tôi không quan tâm, tôi và bố tôi dẫn người đến cứu anh. Anh ôm bản tiểu thư một lát thì sao? Có gì thiệt thòi cho anh đâu. Tuyết Phi. Đừng nghịch nữa, bố dạy con từ nhỏ rằng, những thứ mình thích phải, tự mình nỗ lực để giành lấy. Con đang cố gắng giành lấy đây mà. À, chị gia chủ. Ân tình hôm nay, Giang Hằng sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ báo đáp. Giang Tiểu Hữu, có kim thần trong tay, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Xin đi trước một bước, chào tạm biệt chú chị. Ông nội tôi. Anh thật to gan, vừa rồi dám trước mặt tôi, ôm ấp trái phải. Giúp tôi rút kim ra, bây giờ kim này, ở trên người anh chỉ thấy đau, nhưng nếu rút ra, sẽ là ngàn vạn con kiến cắn xé. Không tin thì thử xem, Giang Hằng. Phương lão gia tử không sao, chỉ là bị ngất vì tức giận. Ra ra. Quả nhiên lại là cậu, cứu tôi và Thanh Vũ, nhờ có cậu. Hai người vẫn không tỉnh ngộ sao? Ông nội, con bị Lưu Bân lừa, con không có ý xấu. Bố, chúng ta là một gia đình, Phương Tuấn còn trẻ dại không hiểu chuyện, sau này dạy dỗ nó nhiều vào. Ông ơi, bác sĩ Thường là do Phương Tuấn chỉ đạo. Cô dám hại cả em trai mình. Tôi nói đủ rồi, cô dẫn Phương Tuấn về quê cũ, cả đời trồng trọt sinh sống, không được trở lại Hải Thành. Ba, không thể như vậy. Người đâu? Các người nghe đây, trước tối nay, đưa Mộ Kiều Vân và Phương Tuấn về quê cũ, cả đời không được trở lại, rõ? Không muốn bị trích thì đứng yên đó. Chuyện Phương gia, tôi không muốn can thiệp. Tôi đi đây, Lưu Bân, đến nước này rồi, còn muốn đi sao? Cậu thật quá mơ mộng, cậu nên suy nghĩ kỹ. Nếu dám làm khó Lưu gia tôi, cơ nghiệp Phương gia các người sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.
Phương gia chúng tôi tích lũy trăm năm, dính dáng đến hàng trăm ngành nghề, dù Lưu gia có dồn toàn lực đàn áp, Phương gia chúng tôi cũng không dễ dàng sụp đổ, ha 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 ha. Chuyện kinh doanh của Phương gia các người, tôi biết hết cả, làm sao có thể, vậy anh, hỏi em trai tốt của cô đi. Sao tôi có thể đưa cho hắn, bí mật kinh doanh, tôi không ngốc đến thế, cậu không ngốc, nhưng hai ly rượu vào, cậu nói hết với tôi rồi. Lưu thiếu, hãy nhận tôi đi, tôi đã nói hết bí mật Phương gia, cho anh rồi, tôi sẽ theo anh, à, xin lỗi, tôi không nhận giác, à. Phương lão, tôi rốt cuộc có thể đi không? Anh có phải đã hỏi nhầm người không? Giang Hằng, nếu anh dám động vào tôi, Phương gia sẽ từ một dòng họ lớn, trở thành một tiểu hộ. Tin không, gia đình chúng tôi, cho dù phải đi xin ăn trên đường, hôm nay cũng không tha cho anh, nếu đã vậy. Được. Để người động thủ. Lệnh của Lưu Thiếu, tấn công tất cả, tài sản của Phương gia, lát nữa, mọi người đều sẽ chết, thế thì anh đi đợi trước ở âm phủ đi. Giang Hằng. Anh. Lưu Thiếu, kéo hắn ra cho tôi, nhân tiện nói với gia chủ các người, có việc gì cứ tìm tôi. Giang Hằng thật là ngầu. Tiểu thư, có chuyện không hay rồi, tất cả đơn đặt hàng của tập đoàn, đều bị hủy, chúng ta còn bị tấn công, tài nguyên bị cắt đứt. Xong rồi. Tập đoàn phá sản rồi. Là lỗi của tôi. Thành Vũ à? Đây không phải lỗi của con. Phương gia, định mệnh là phải trải qua kiếp nạn này. Phương Thanh Vũ, cần giúp đỡ không? Không cần. Chị nha đầu, tấm lòng tốt của cô, tôi xin nhận, bí mật của Phương gia, đã bị lộ hết. Bây giờ Phương gia, đã tàn tạ, rách nát, không cứu được nữa, vậy được rồi, Phương gia gia, vậy tôi, sẽ đi với Giang Hằng trước. Này! Cô nói gì vậy? Sao thế? Tôi đã giúp anh mà. Anh ăn cơm với tôi, không được sao? Thanh Vũ à? Giang Hằng là vị hôn phu của con. Con nói gì đi mà, chân trên người anh ấy muốn đi đâu thì đi, vậy. Chúng ta đi thôi. Phương lão, vậy ông, giữ gìn sức khỏe nhé. Thanh Vũ à, con bé này, mọi thứ đều tốt. Chỉ có cái miệng này, không chịu nhường nhịn, con không có. Duyên phận thật là một thứ, kỳ diệu, khi nó đến, nhất định phải nắm bắt, không được buông tay. Nhìn người ta kia, chỉ nha đầu, còn hơn con nữa. Người ta, dám tự mình đi tranh đấu. Vậy, nếu anh ấy không thích con thì sao? Chắc chắn là có chuyện rồi. Giang Hằng, tôi có điểm nào không bằng Phương Thanh Vũ? Thực ra cô, dù là điểm nào cũng đều rất tốt. Dù là tính khí hay tính cách, đều hơn Phương Thanh Vũ, người đàn bà xui xẻo kia nhiều. Giang Hằng, vậy anh cưới tôi nhé. Anh thích con trai hay con gái, tôi sẽ sinh cho anh một đứa bé. Tuyết Phi, dù sao đi nữa, 3 tháng này, tôi là vị hôn phu của cô ấy, tôi không thể làm kẻ phản bội. Tôi phải đi đây. Giang Hằng, không phải sau 3 tháng, các người chia tay sao, anh có phải đã yêu cô ấy không? Giang Hằng, anh đợi tôi đã. Có chuyện gì xảy ra, người Lưu gia lại đến, đang tốt đẹp thì có chuyện gì xảy ra, vậy cô khỏe mà, sao lại chảy máu cam? Cô quên rồi à, chúng ta đã hẹn, trong 3 tháng không được tự làm tổn thương mình, không được đi đến những nơi nguy hiểm, tôi chưa hề vi phạm lời hứa, không giống một số người. Vậy tại sao cô lại chảy máu cam? Canh nhân sâm, cô bị bệnh à? Việc này không tính là vi phạm lời hứa, tôi chỉ muốn bồi bổ cơ thể mình. Cô còn trẻ, cơ thể không có gì không ổn, cô uống canh nhân sâm làm gì? Cô có phải cố ý không? Làm sao tôi có thể cố ý được? Anh đang nói linh tinh gì thế? Vậy nếu cô không cố ý, tại sao không nghe điện thoại của tôi? Tôi đã gọi cho cô 3 cuộc, tôi không nghe thấy. Thật là duyên nợ, nếu không phải vì cô, bây giờ tiểu gia đang cùng Tuyết Phi muội muội bơi trong bể bơi rồi. Thế thì anh cứ đi đi, tìm Tuyết Phi của anh mà đi bơi. Ờ? Gì, món gì nấu ngon quá, tôi ăn no căng rồi. Nếu ngon thì thường xuyên đến nhé, dì nấu cho cậu ăn mỗi bữa. Thường đến cái gì, thường đến, Giang Tiểu Hữu, ở nhà chúng ta, không phải tốt hơn sao? Coi như ở nhà mình, nói bậy, nhà chúng ta đâu có phòng trống, Giang Hằng, còn không bằng, tối nay anh ngủ phòng tôi nhé. Á, cái này, Tuyết Phi, con và Giang Hằng chơi với nhau đi. Mẹ và bố con, đi dạo một chút. Chúng tôi sẽ, về muộn một chút,
Các người chơi vui vẻ nhé. Cô chú tạm biệt. Anh đợi tôi một chút, được. Anh ấy một mình, một chàng trai trẻ trung đầy sức sống, còn một cô gái tươi đẹp như hoa, như ngọc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn lý nào mà không thành, nghe mẹ nói này. Này, sau lưng, cô giấu cái gì vậy? Ten Ten, Giang Hằng, anh thích cái nào? Lần trước không phải đã nói là đi bơi sao? Anh thích bộ nào tôi mặc bộ đó, được không? Ừ. Anh chảy máu mũi rồi kìa. Ờ. Quả nhiên là thanh niên nhiệt huyết. Không đúng, này, máu mũi không phải do tôi chảy. Người xui xẻo kia lại gặp chuyện rồi. Phá hỏng chuyện tốt của tôi đây, máu mũi không phải do anh chảy, chẳng lẽ lại do tôi à? Tôi đi đây, Giang Hằng, anh có phải đang đi tìm Phương Thanh Vũ không? Phương Thanh Vũ có thể gặp chuyện, tôi phải đi tìm cô ấy. Có chuyện gì không? Anh gọi điện hỏi xem, không phải tốt hơn sao? Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi, tạm thời không liên lạc được. Thật sự không gọi được. Chắc chắn cô ấy gặp chuyện rồi. Cái giường của cô to thế, sao không nhường nửa cho tôi? Tìm chị Tuyết Phi của anh đi, bảo cô ấy nhường cho anh. Keo kiệt, đúng, chị Tuyết Phi của anh rộng rãi. Không phải, phụ nữ xui xẻo, cô có thể không liên tục nhắc đến chị Tuyết Phi, một cách nhàm chán không? Tôi nghe mà ngứa tay. À này, có phải cô luôn muốn tôi quay trở lại, nhưng lại ngại nói thẳng, nên mới cố tình uống canh sâm. Anh suy nghĩ quá nhiều, làm gì có chuyện đó. Thôi được, tôi có thể lên giường ngủ không? Cái sofa này quá nhỏ. Anh qua kia, đừng ép tôi ép cô thì sao? Được. Đừng quên, cảm giác của chúng ta, và trạng thái là liên kết, thì sao chứ? Đồ lưu manh, tôi bóp chính thân thể mình, sao là lưu manh được? Thôi đi, đừng bóp nữa. Vậy tôi lên giường ngủ đây. Được. Nhưng đã nói rồi, không được chạm vào tôi, không được làm lưu manh. Vẫn là giường thoải mái nhất, thầy, miễn là có thể báo thù cho con trai tôi Lưu Bân. Tất cả tài sản của nhà Lưu, tôi sẵn lòng tặng cho thầy. À còn, tất cả mọi người nhà Phương, tất cả mọi người nhà Trì, và còn, Giang Hằng, cậu bé vô dụng kia. Giang Hằng, thầy. Thầy biết Giang Hằng không? Có chút liên quan, nhưng không quan trọng, người khác có thể giết, nhưng Phương Thanh Vũ thì không được. Tại sao? Nếu không phải vì Phương Thanh Vũ, người phụ nữ khó ưa đó, làm sao con trai tôi có thể chết ở nhà họ Phương được? Phương Thanh Vũ là thánh thể cửu âm, cô ấy là lò luyện của thầy tôi, và là cơ hội để thầy tôi phá vỡ tu vi bán tiên, trở thành tiên nhân trên đất. Đại sư, nhưng nếu Phương Thanh Vũ không chết, làm sao giải được hận trong lòng tôi? Đợi thầy trở thành tiên nhân trên đất, Phương Thanh Vũ tự nhiên có thể do ông xử lý tùy ý. Được, vậy thì tạm thời tha cho Phương Thanh Vũ một mạng. Đại sư, chúng ta khi nào hành động? Ồ, Lộ Trường Trạch là đệ tử truyền thống duy nhất. Sư huynh, chẳng lẽ anh không muốn thử xem anh ta đến đâu không? Cô là ai? Làm sao vào đây? Đừng lo, Tề Hoan là sư muội của tôi, cũng là đệ tử kín tiếng của sư phụ. À, hóa ra là người nhà, làm tôi giật mình, khu biệt thự, hơn 10 vệ sĩ, làm sao không phát hiện ra cô? Hai người tu luyện, quả thật rất mạnh, vậy thì, sư phụ còn mạnh hơn nữa. Nếu, tôi có may mắn được gặp sư phụ, thì, sắp rồi, ngày sư phụ xuất đạo, sẽ rời khỏi Nam Cương. Trước khi ngài rời đi, chúng ta phải, bắt Phương Thanh Vũ lại, luôn sẵn sàng để thầy thưởng thức. Bắt Phương Thanh Vũ, đó là việc của ông, tôi chỉ quan tâm đến Lộ Trường Trạch và đồ đệ của anh ấy. Ôi này, đừng lo, Tề Huân biết điều gì cần làm, mọi chuyện nghe theo chỉ đạo của tôi. Vâng. Giang Hằng, dậy đi. Tôi không phải đang mơ chứ, nói gì lảm nhảm thế, nhanh lên dậy ăn đi. Cô đang âm mưu giết chồng à? Cô điên rồi à, tôi tối qua chẳng động vào cô. Không đúng, có vấn đề.
Thanh Vũ. Không đúng. Đó là phép thuật. Phá. Giang Hằng, xin lỗi nhé, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không có ý làm hại anh. Cô bị ám bởi thuật phong ấn. Bị ngài, có người đã ám ảnh cô, đã kiểm soát cô tạm thời. Tôi bị ngài. Tại sao anh không sao? Thuật phong ấn là ngoại lệ, không thể ám ảnh hai chúng ta. Cùng một lúc, cô bị ám bởi thuật phong ấn của nhà Tiền. Chờ đã. Thuật phong ấn của nhà Tiền có vấn đề gì sao? Người thầy của cậu này đã phản bội môn phái, rời khỏi núi để sử dụng, bỏ qua những gì đã học, chuyên tâm vào việc học độc thuật và thuật phong ấn. Thuật phong ấn của nhà Tiền, chính ông ấy là người sáng lập. Giang Hằng. Giang Hằng, anh đang nghĩ gì thế? Không, không có gì. Rắc rối rồi, sáng nay khi tôi thức dậy, phát hiện ông nội tôi chẳng hề ở nhà. Tôi đã tính ra vị trí của ông Lão Phương. Ông nội. Thanh Vũ, sao cháu và Giang Hằng lại đến đây? Ông nội, làm sao ông có thể một mình chạy ra ngoài thế này? Ôi, một mình thì sao? Người già ngủ ít, ra ngoài tập thể dục một chút. Không phải tốt sao? Buổi sáng, có ba bà già xếp hàng cùng tôi nhảy múa quảng trường. Ông nội, công ty nhà Phương của chúng ta đã phá sản rồi, nhà Phương của chúng ta đã suy tàn. Ông vẫn còn tâm trí nhảy múa quảng trường. Thanh Vũ à, cuộc đời này của ông, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều. Tài sản, kinh doanh, đều là vật ngoài thân, không quan trọng bằng con người. Chỉ cần cháu và Giang Hằng, hạnh phúc hạnh phúc. Sống cuộc sống nhỏ bé, không phải rất tốt sao? Ông nội, Phương Lão, trong thời gian này, ông nên cố gắng không ra ngoài, dù sao nhà Lưu. Cũng là, nghe tôi, nhà ngoại của con rể. Vậy chúng ta, về thôi, đi nào. Máu đẩy sức mạnh nam tính thật, tôi thích thế. Giang Hằng ơi Giang Hằng, ngay cả máu của mình cũng không giữ được. Nhìn thế này, có vẻ như chưa trải qua những hiểm nguy của xã hội. Chỉ cần tôi cầm lấy ngày tháng năm sinh của anh, tôi có thể sử dụng phép thuật máu. Khi đó, anh sẽ làm sao đây, tiểu bán tiên? Ông nội, bố, tôi không bảo hai người trở về quê hương sao? Sao các người còn dám trở lại? Ông nội, ở quê ở quá, cái nhà cũ đó chẳng phải chỗ để người ở. Ông nội, đúng vậy, bố ạ, nhà cũ đó chẳng có gì cả, chỉ ở một đêm thôi. Con và Phương Tuấn bị muỗi đốt đầy mình. Nhìn này, cô và Phương Tuấn không thể rời khỏi quê hương suốt đời. Nếu các người còn dám trở lại Hải Thành một mình, đừng trách tôi. Chị ơi, chị giúp em năn nỉ ông nội. Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Vũ, trước đây luôn là mẹ và em trai không tốt. Nhưng, Thanh Vũ, việc này, Thanh Vũ, cháu quyết định đi. Các người thật sự nghĩ vậy sao? Thật mà chị, nhà mình có 4 người, sống tốt với nhau, không đúng, 5 người, còn có anh rể nữa. Em trai em nói đúng, là 5 người, mẹ là một phụ nữ. Trước đây mẹ đã sai lầm, bây giờ mẹ đã nhìn ra rồi. Giang Hằng, cậu ấy mới là con rể tốt của nhà họ Phương. Nếu con vẫn không tha thứ, mẹ sẽ quỳ xuống trước mặt con. Mẹ đừng quỳ, con còn nhận mẹ là được. Chúng ta là người thân nhất mà, mẹ là mẹ dệt của con mà. Phương Tuấn là em ruột của con, chúng ta có thể làm hại con hết lần này đến lần khác được sao? Chỉ cần chị đồng ý, chúng ta có thể sống trong nhà này, yêu cầu gì, chị cứ nói. Nhà họ Phương đã hết rồi, tập đoàn Phương Thị đã phá sản rồi, chỉ còn lại căn nhà này, và một ít tiền tiết kiệm. Sau này, nhớ thu lại cái kiểu, cậu ấm kia đi, không vấn đề gì. Còn nữa, bây giờ em cần tự tìm việc làm, tự lực cánh sinh, chị. Em nghe theo chị, đúng vậy, sau này nhà Phương, chị quyết là được. Không có lời nào hay, dậy đi, chị đã bảo dậy rồi. Chị, nhà mình, còn bao nhiêu tiền vậy? Sao em hỏi cái này, em còn nói nữa, sẽ không cho em tiền nữa đâu. Không phải chị, ý em là, Hoàng Thiếu có một việc kinh doanh, muốn nói chuyện với chị. Hoàng Dịch Tư, ồ, đúng, chính là anh ấy, các người không phải đã phá sản rồi sao? Còn kinh doanh gì nữa? Anh rể, dù nhà Phương chúng ta đã lụi tàn rồi, nhưng nhà họ Phương ở Hải Thành vẫn còn tích lũy được khá nhiều mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, chị tôi ở Hải Thành cũng là một tài năng kinh doanh. Chị, chẳng lẽ chị không muốn tái lập nhà họ Phương? Nhưng, chị còn do dự gì nữa? Hoàng Thiếu và Lưu Bân không giống như kẻ vô liêm sỉ. Anh ta ở Hải Thành, nhân cách cũng tốt, điều đó thì đúng.
Có thể đi, nhưng tôi phải đi theo. Anh rể, chị em tôi đi đàm phán kinh doanh. Anh không biết gì về kinh doanh. Trong phần kinh doanh này, anh không hiểu. Đúng vậy, anh không cần đi nữa. Giang Hằng phải đi, nếu không thì thương vụ này, thà không thương lượng. Vậy, được thôi. Kinh doanh của anh Hoàng càng ngày càng lớn. Thịnh vượng mỗi ngày đều nhờ có sự quan tâm của bạn bè. Sức mạnh của tôi so với nhà Phương ngày xưa còn không bằng một nửa. Anh Phương quá khiêm tốn. Ồ, anh Hoàng quá khiêm tốn rồi. Đây chính là bác sĩ Giang chứ. Đã nghe danh từ lâu. Chúng ta vào văn phòng bàn chuyện kinh doanh. Anh ở đây chờ một chút được không? Không sao, dù sao cái kết của Lưu Bân anh cũng biết mà. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Mời mọi người, chị. Anh Hoàng, anh định làm ăn gì thế? Đừng giấu giếm nữa, tôi mở một câu lạc bộ. Chỉ là hình thức thành viên thôi, là kiểu rất riêng tư đó. Phương Thiếu cũng là thành viên của tôi. Câu lạc bộ gì thế? Tôi không có kinh nghiệm về quản lý câu lạc bộ. Phụ nữ trong câu lạc bộ của tôi hoặc đến từ gia tộc lớn đã suy tàn, hoặc đến từ gia đình quan chức phạm tội, từng là con gái cưng, cao không thể với tới, giờ đây chỉ có thể như chó mà bò lết, vẫy đuôi. Ai mà không thích kinh doanh mà em nói đây sao? Chị ạ, nhà Phương của chúng ta đã kết thúc rồi. Chị cũng không còn giá trị gì nữa. Có thể, khi chị vào câu lạc bộ của Hoàng Thiếu, chị sẽ là người giá trị nhất. Dĩ nhiên rồi, tiểu thư nhà Phương, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày này đâu nhỉ? Mẹ, đây là lý do mẹ và Phương Tuấn. Lời vô nghĩa, nhà họ Vâng bị hủy hoại trong tay cô. Cô muốn tôi và em trai đi mà ăn gió Tây Bắc à? Cô à, chỉ đáng giá đến mức này thôi. Nói như thế mà không đau lòng sao? Thiếu gia Phương, trong thẻ có 10 triệu, cho anh đấy. Không ngờ chị tôi lại đáng giá như vậy. Đương nhiên rồi. Nhà họ Phương trước đây, chỉ đứng sau nhà họ Lưu, là danh môn đỉnh cấp. Ai ở Hải Thành mà không biết, đại tiểu thư nhà họ Phương, vừa có tài vừa có sắc, cuối cùng có cơ hội. Ai mà không muốn, được gần gũi nàng. Tốt, ôi chao, đáng giá là tốt, cuối cùng cũng không phải đổ lỗ vốn. Tôi đối với các người đã hoàn toàn hết hy vọng. Muốn nói gì thì nói, dù sao, tôi và em trai cô, chỉ cần lấy được tiền này, chúng tôi sẽ rời khỏi Hải Thành. Thằng nhóc Giang Hằng kia, tìm chúng tôi ở đâu? Hoàng Dịch Tư, họ có thể rời khỏi Hải Thành. Anh có thể không? Cô dùng cái thân phận nghèo đó, đe dọa tôi, cô không sợ. Tôi đưa cô ra, từ cửa sau công ty, anh ta làm gì được? Nếu anh ta dám làm loạn ở đây, người của Cục Thi Hành Pháp, xử lý anh ta. Đừng giãy giụa nữa, tiểu thư nhà Phương, trong văn phòng của tôi có bộ trận tín hiệu, cô cứ ngoan ngoãn làm theo tôi. Quả nhiên có vấn đề. Thanh Vũ, giận có thể đập đồ, vứt đồ, nhưng đừng tổn thương bản thân mình. Cơ thể của cô là cây tiền của tôi mà, biến thái, vô liêm sỉ. Thanh Vũ ạ, đừng ép tôi phải hành động. Buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi. Đừng ép tôi không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Bỏ cái tay của anh ra. Giang Hằng, anh làm sao biết vị trí văn phòng của tôi tính toán một chút là biết, có gì mà không tính ra được. Giang Hằng, anh muốn chống lại tất cả các gia tộc Hải Thành. Anh có thể đại diện tất cả các gia tộc ở Hải Thành. Tôi không tin gia tộc ở Hải Thành đều như anh, Phương Tuấn và cái gì đó, Lưu Bân, đều là những kẻ cặn bã. Phương Thanh Vũ, cô với gã tình nhân này, hết lần này đến lần khác, phá hoại chuyện của tôi, tất cả các người đều đáng chết. Phương Tuấn, anh nghĩ chị anh tốt bụng, không dám động đến anh, tôi cũng giống cô ấy, là người tốt sao, anh dám à? Tôi không dám. Phương Thanh Vũ, cô thật là đồ vô ơn bạc nghĩa, hắn sắp đánh em trai cô cứ đứng đó nhìn. Em trai tôi, nó coi tôi là chị à? Cô thật là vô ơn, tôi đã nuôi nấng cô vô ích rồi. Đúng vậy, tôi chính là kẻ vô ơn. Hôm nay tôi sẽ đuổi các người ra khỏi nhà Phương. Từ giờ trở đi, cắt đứt quan hệ. Cô, cắt đứt quan hệ ấy. Giang Hằng, anh có thể đưa Phương Thanh Vũ đi, nhưng anh phải tha cho tôi. Sao? Nếu tôi không tha cho anh, có lẽ tôi không thể đưa cô gái xui xẻo này đi à? Đừng, không phải vậy. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả, tôi cần. À, hai người đứng ngẩn ra đó làm gì, đánh hắn đi.
ai không muốn chết, cút đi ngay. Quay lại. Tôi sai rồi. Hãy tha cho tôi. Là hắn, Phương Tuấn, là hắn muốn bán chị của hắn cho tôi. Hắn chịu trách nhiệm chính. Không, không phải, Hoàng Dịch Tư, anh, Phương Thanh Vũ, cô, bảo anh ấy tha cho em trai cô. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô, kẻ già mà không biết tôn trọng. Bà nghĩ thật đấy à, tôi không dám đâm bà sao? À, Giang Hằng. Giang Hằng, anh sao vậy? Tôi. Lời nguyền mạnh quá. Để tôi giúp anh nghỉ ngơi một lát. Giang Hằng, anh ổn chứ? Nhanh lên, Giang Hằng, lấy miếng ngọc trong túi tôi ra. Được rồi, rồi ném nó xuống đất. Được rồi. Cô, không phải rất kiêu ngạo sao? Muốn đuổi tôi và em trai cô ra khỏi nhà họ Phương. Mơ mộng hão huyền, đi mà mơ. Thằng nhóc vừa nãy, không phải rất hống hách sao? Kim của mày đâu, sao không châm nữa? À, đồ chó chết, nếu không vì mày còn có ích, tao đã giết mày rồi, đồ đàn bà xui xẻo. Mày còn có lòng dạ quan tâm đến cô ta sao? Mày không phải rất thích châm kim sao? Hôm nay, để tao cho mày biết, cảm giác bị châm là như thế nào. Bắt đầu từ mắt của mày trước. Ồ, thật là náo nhiệt. Cô là ai, đến đây làm gì? Lại gặp nhau rồi, tiểu bán tiên, lời nguyền của Thanh Vũ trước đây. Cũng là cô làm sao? Đúng vậy, cho tôi lý do được không? Giang Hằng, anh không thấy rõ, mình đang bị lời nguyền của nhà tiền sao? Và cả những lần trước, chuyện có liên quan đến sư thúc, anh thật sự biết, y thuật của sư phụ, rõ ràng là trên cả Lộ Trường Trạch. Tại sao Lộ Trường Trạch lại kế thừa y bát, còn sư phụ lại phải bị lưu đày đến một nơi như Nam Cương? Thưa ngài, chuyện của Giang Hằng không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi đi trước đây. Đi thôi. Muốn đi à? Chú Lưu, sao chú lại đến đây? Chuyện của Lưu Thiếu, xin hãy nén bi thương. Nói ít thôi. Tôi cũng sẽ bảo mẹ anh nén bi thương. Gia chủ nhà họ Lâu. Ngài nói vậy, Lưu Bân luôn là người mà tôi coi như con rể của tôi. Chỉ là Phương Thanh Vũ, người phụ nữ này, câu kết với Giang Hằng, cô ta hại chết con trai ngài. Còn Phương Tuấn, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Không chỉ gia đình Phương của các người, mà còn cả nhà chị nữa. Tất cả mọi người đều phải chôn cùng con trai ta. Chú Lưu, khoan đã. Không phải như vậy đâu. Cút đi. Người đâu? Đánh chết hắn cho ta. Tôi muốn bà cũng nếm thử nỗi đau mất con. Không, đừng, a, à, đừng làm ồn ở đây. Kéo hai con chó này ra ngoài giết. Lôi ra ngoài, Phương Thanh Vũ. Cô bé vô dụng, cô cứ chờ đó. Phương Thanh Vũ, tôi sẽ không tha cho cô. Cô bé vô dụng. Thanh Vũ. Bọn họ không đáng để cô buồn. Tôi không hiểu, tại sao mọi lỗi lầm lại đổ lên đầu tôi. Đúng là, một mỹ nhân ưu tú mà tôi thấy. Cô phải phục vụ thật tốt, sư tôn. Ý cô là gì? Ý tôi là gì? Giang Hằng đã bị dính lời nguyền tàn độc, một trong những thuật nguyền rủa mạnh nhất. Một giờ sau, anh ta sẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn, mất kiểm soát tiểu tiện, đại tiện và chảy nước dãi. Thật sao? Phải làm sao đây? Đơn giản thôi, chỉ cần cô cùng song tu với sư phụ của tôi. Không. Thanh Vũ. Đừng đồng ý với cô ta. Không nghe lời thì sao? Các người trong tay tôi, thì làm được gì? Anh không hiểu đâu. Nếu ép buộc song tu, thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn hầu hạ sư phụ tôi. Như thế, tôi sẽ tha cho Giang Hằng. Thế nào, làm sao tôi tin được cô sẽ tha cho Giang Hằng? Vậy thì hãy chờ một giờ nữa rồi xem, anh ấy có biến thành ngốc không? Không, Thanh Vũ, được rồi. Tôi đồng ý với cô. Hy vọng cô giữ lời hứa, đưa người đến cho sư phụ của tôi. Đi thôi. Thanh Vũ, cô thực sự giữ lời hứa chứ? Đưa đi. Đừng nói lắm lời. Giang Hằng. Nếu không thì bây giờ anh chuyển sang phía sư phụ của tôi thật sự sẽ cứu anh. Mặc dù tôi, Giang Hằng, không phải là người quân tử gì, nhưng tôi cũng không bao giờ đi theo đường tà đạo. Nếu một tiếng sau, anh thực sự biến thành ngốc,
Lộ Trường Trạch cũng không cứu được anh. Giang Hằng, anh làm sao vậy? Lại có một cô gái xinh đẹp nữa. Giang Hằng, anh thật may mắn. Giang Hằng, anh sao vậy? Tuyết Phi, sao cô lại đến đây? Sáng nay tôi đến nhà Phương tìm anh. Ông Phương nói, các người bàn chuyện làm ăn với Hoàng Dịch Tư, nên tôi đã đến đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thành Vũ đâu rồi? Tuyết Phi, nói một hai câu không rõ được. Ở đây rất nguy hiểm, cô mau rời đi đi. Nguy hiểm? Cô ấy đã gây hại cho anh à? Đúng vậy, là tôi. Cô muốn động tay với tôi à? Chị, Giang Hằng có gì không đúng? Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi chị. Đúng là, em gái lanh lợi thật. Chị có yêu cầu gì cứ nói. Dù là tiền bạc, đồ cổ, hay báu vật, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng chị. Tuyết Phi, không có ích đâu, cô đi mau đi. Có ích hay không phải thử mới biết. Chồng tôi không cần tôi cứu, chẳng lẽ cần Phương Thanh Vũ cứu sao? Tôi thích nhất là những cô gái xinh đẹp, thật sự không nỡ làm tổn thương cô. Cô đi đi, Giang Hằng là con rể nhà họ Trì. Nếu cô dám làm hại anh ta, tức là đối địch với nhà họ Trì. Nhà họ Trì? Ồ, Lưu Nguyên đã nói, nhà họ Trì với nhà họ Phương đều phải chết theo họ. Nếu cô là người nhà họ Trì, thì cô cũng đừng đi nữa. Tà đạo, lui. Sư phụ, ngài thật sự đến rồi. Không phải lúc sống chết, con không dám phá vỡ ngọc bội. Ngọc bội này đã bị phá vỡ, làm sao ta không đến cứu mạng con được. Nghe con nói vậy, con không tin tưởng sư phụ sao? Lộ Trường Trạch. Ồ, đồ đệ, cô ấy chạy đi đâu rồi? Tôi có đáng sợ vậy sao? Lộ Bán Tiên, tôi là chị Tuyết Phi, là bạn gái của Giang Hằng. Đồ đệ, con thật may mắn quá, kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp thế này. Con cũng không nói với thầy, cô ấy có phải người con nói? Không phải cô ấy, xin thầy giải bùa cho con đi. Không phải cô ấy, thế tại sao cô ấy lại nói con là bạn trai của cô ấy? Có phải là xuống núi 2 tháng, con học thói xấu rồi đúng không? Không, không phải đâu, Lộ Bán Tiên, tôi thích Giang Hằng, nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức bắt đầu hẹn hò. Vậy sao? Giải, thế cô gái mà thầy bảo, con đã tìm được chưa? Cô ấy có là người thông minh tuyệt đỉnh không? À đúng rồi, cô ta sau này có hiếu thảo với tôi không? Xin thầy giúp con giải lời nguyền, cô ấy đã bị bắt rồi, người trẻ đúng là nóng nảy. Thuật phong ấn máu của nhà Tiền. Phá. Sư phụ, bây giờ con đi cứu Thành Vũ. À này, người đã đặt lời nguyền cho con, có vẻ như có liên quan đến sư bá của con. Con đoán đúng rồi, chuyện này phải được kết thúc, ta đã lái xe đến, cùng đi xe của ta. Được. Chậm thôi. Thành Vũ ở hướng Tây Nam, khoảng 20 km. Hướng Tây Nam, Lưu Nguyên chắc sẽ đưa cô ấy về biệt thự của nhà họ Lưu. Nhanh lên, chạy đường tắt đuổi theo họ. Vâng. Phương Thanh Vũ, nếu không phải vì cô vẫn còn giá trị, tôi đã sớm cho cô chết rồi. Chôn cùng con trai tôi, nhà họ Lưu chỉ có một đứa con trai duy nhất. Tôi muốn nhà họ Phương, tất cả mọi người, chôn cùng con trai tôi, Lưu Bân, anh ta tự làm tự chịu. Cô, chủ nhà, xin ngươi giận, người phụ nữ này còn hữu dụng, chưa thể chết được. Nhà họ Phong đã suy tàn rồi, tôi còn có thể làm gì được nữa? Giang Hằng, có người, chủ nhà, Giang Hằng, anh tránh ra nhanh, anh sẽ bị đâm chết đấy, đừng lo. Tề Hoan, anh ta, cũng chỉ là đồ vô dụng, tăng tốc lên cho tôi, đâm chết hắn. Chết tiệt, ai cho cậu dừng xe, tự dưng, chân tôi tê rồi. Những kẻ này đều là phế vật. Ông chủ, hãy thu lại phép thuật, tôi muốn quỳ. Mà không quỳ nổi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi chỉ làm việc vì tiền. Tất cả là do Lưu Nguyên sai khiến. Xuống xe. Mau xuống xe cho tôi. Bỏ dao xuống, Giang Hằng, tôi không thể giết anh, nhưng tôi có thể giết Phương Thanh Vũ, tôi sẽ báo thù cho con trai tôi. Chỉ với anh, cũng muốn giết người trước mặt tôi. Đừng động đậy, Giang Hằng. Giang Hằng, không sao rồi. Phải rồi, thuốc độc trên người anh đã giải chưa? Yên tâm đi, đã giải hết rồi.
Hai người các người, nhanh chóng nói hết những gì biết. Tôi có thể tha mạng, sao lại bắt Thanh Vũ song tu? Chúng tôi sẽ nói, cô ấy dường như là... Cô ấy là... Huyền Âm. Có vẻ hai người họ, cũng bị dính lời nguyền. Nếu tiết lộ bí mật, sẽ chết. Thể Huyền Âm, không nên uống. Nếu Thanh Vũ có thể Huyền Âm, làm sao tôi có thể không nhận ra? Giang Hằng, anh đang nghĩ gì? Không có gì. Lên xe trước đi. Ái chà, ngồi lên đây, anh làm gì vậy, Phương Thanh Vũ, sao cô lại ngồi ở ghế sau, ngồi lên ghế trước đi, tôi không muốn, cô tự ngồi lên phía trước đi, đây là xe của tôi mà. Đây là chồng tôi. Phương Thanh Vũ, cô đã phá sản rồi, không còn là nữ tổng giám đốc tỷ đô nữa, cô định để Giang Hằng, sống khổ cực với cô sao, cô. Giang Hằng, nói gì đi chứ, bảo cô ta ngồi lên phía trước đi, Phương Thanh Vũ. Cô cứ thế này, mà nói với Giang Hằng sao? Giang Hằng, anh trai, gia đình Lưu đã bị hủy diệt. Ở Hải Thành, nhà chị của tôi, là gia tộc số 1. Tôi tốt hơn Phương Thanh Vũ, rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng có thể, kết hôn với anh ngay ngày mai. Giang Hằng, nói đi, anh chọn ai? Tôi rất mệt. Tôi muốn yên tĩnh là ai? Đúng là, một thể chất huyền âm. Chỉ có điều, đã bị phong ấn, muốn phong ấn một người. Có thể chất huyền âm hiếm gặp trong trăm năm. Cần phải dùng đến thuật phong ấn ảo dương. Nhưng để giải phong ấn, thuật ảo dương, cần có cỏ núi lửa vạn năm. Tôi hiểu rồi, anh hiểu cái gì? Tôi hiểu, cách khôi phục sức mạnh rồi. Chỉ cần giải phong ấn cho Thanh Vũ, chúng ta lại cùng song tu. Sức mạnh của tôi, sẽ hoàn toàn khôi phục. Thật sao? Có phải là, khi phong ấn của Thanh Vũ được giải, anh sẽ khôi phục sức mạnh chứ? Đúng vậy. Tôi sẽ lập tức ra lệnh dưới danh nghĩa nhà chỉ, tìm kiếm khắp đại hạ, cỏ núi lửa vạn năm. Thiếu chủ, chúng tôi đã điều tra xong, đã ra giá cao để tìm kiếm, cỏ núi lửa ngàn năm, nhà họ Trì ở Hải Thành. Nhà họ Trì ở Hải Thành, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến Hải Thành. Thanh Vũ, đừng lo lắng nữa, tôi vừa xem ba quẻ liền. Cỏ núi lửa ngàn năm này, sắp xuất hiện rồi. Thanh Vũ, có tin cỏ núi lửa ngàn năm, có thật không, thật sao? Thật đấy, ngay trong buổi đấu giá ngày mai, cỏ núi lửa ngàn năm, sẽ được đấu giá công khai. Hai mỹ nhân đẹp nhất Hải Thành, anh ta, có gì đặc biệt, hai, thằng nhóc này thật là, may mắn quá. Buổi đấu giá, chính thức bắt đầu. Lão già kia, tôi không chạy nữa, nếu ông giỏi, thì giết tôi đi, giết cô dễ như trở bàn tay. Tôi chỉ muốn xem, lão già đó, có muốn cứu cô không, tốt nhất là bắt hết các người một mẻ, để khỏi gây họa cho nhân gian. Lộ Trường Trạch, dù sao ông cũng là, một bán tiên giỏi cả y thuật và bói toán, hôm nay ra ngoài, mà không tự xem bói một quẻ, người bói toán. Không tự bói cho bản thân. Lộ Trường Trạch, hôm nay, chính là ngày chết của ông. Nơi đây, chính là nơi chôn cất của ông. Thầy đến chưa? Thầy sắp đến rồi, chỉ cần chúng ta giữ chân, lão già này cho thầy, ông ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Sư huynh, lâu ngày không gặp, đã đến đây. Sao lại không xuất hiện? Vật phẩm đầu tiên, một cây thảo mộc núi lửa ngàn năm, giá khởi điểm là 1 triệu, cô đang đùa sao? Một cọng cỏ tàn tạ bán 1 triệu. Sao các người không đi cướp luôn đi? Đó là thật đấy, cỏ núi lửa ngàn năm, chỉ sau ngàn năm, mới mất đi màu xanh toàn thân, và chuyển sang màu đỏ. Cô gái đẹp, chúng tôi có tiền, nhưng chúng tôi không phải là kẻ ngốc đâu, ít ra cô cũng phải, giới thiệu một chút, cỏ núi lửa ngàn năm này, có công dụng và giá trị gì chứ, phải không, có thể hồi sinh người chết không, hay là kéo dài tuổi thọ, có phải không, nếu không thì ai bỏ tiền ra mua? Đúng vậy, xin lỗi, tôi cũng không biết, công dụng của cọng cỏ này, chà, lừa kẻ ngốc à? 1.010.000. Giang Hằng, anh có nhiều tiền vậy sao? Chỉ Tuyết Phi đã đưa cho tôi 2 triệu, nhưng mà, mất quá nửa rồi, gia đình Phương vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, nếu không đủ thì tôi bù. 1.200.000. Lúc nãy không phải anh nói lừa kẻ ngốc sao? Sao bây giờ, anh lại muốn làm kẻ ngốc à? Tôi thích thế, tôi thà ném tiền đi.
còn hơn để anh đạt được ý muốn. Sao chứ, chỉ vì tôi trả giá cao hơn anh, mà anh muốn giết tôi. Dùng kim đâm tôi, Phương Thanh Vũ và Tuyết Phi, chắc chắn là bị anh lừa rồi. Tuyết Phi à, tốt hơn là cô nên tránh xa anh ta, thì hơn, cô xem Phương Thanh Vũ, bị anh ta lừa thê thảm thế nào đi. Lo cho mình đi, 1 triệu tôi trả. Thứ duy nhất có thể cứu mạng anh, chính là cỏ núi lửa ngàn năm này, và trong cả đại hạ, chỉ có một cây này thôi, nó đang ở trong tay tôi. Cái gì, Thanh Vũ lợi hại đến thế sao? Giang Hằng, anh ta nói có thật không? Nghe hắn nói nhảm đó, hắn biết gì đâu, thể chất huyền âm của cô, là do chúng ta kết duyên từ 9 kiếp trước. Cái gì, 9 kiếp oan nghiệt? Đúng vậy, Giang Hằng à, xem ra, anh chẳng nói gì với cô ấy cả. Nếu cô Phương không giải, thể chất huyền âm, 7 ngày sau, cô ấy sẽ chết. Anh nói gì cơ, Giang Hằng, điều đó có thật không? Trong tim tôi chỉ có Giang Hằng, dù có chết, tôi cũng không cưới ai khác. Tôi đã hứa với cô, sẽ không để cô chết. Cô Phương, dù cho Giang Hằng là đệ tử của Lộ Bán Tiên, thiếu chủ của tôi về danh phận và tu vi, không thua kém gì hắn cả. Hơn nữa, một gia tộc đã tồn tại hàng ngàn năm, là một thế lực khổng lồ như thế nào, những điều này với tôi không quan trọng. Giang Hằng, chúng ta đi thôi. Đừng vội đi mà. Cỏ núi lửa đó không phải ở ngay kia sao? Thượng Quan Tiệp, lúc nhỏ anh bị tôi đánh, đến nỗi tè ra quần. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, chúng ta đấu thử xem. Đấu gì đây, nhà họ Vận Quan chúng tôi luyện võ qua các thế hệ. Không chữa bệnh, cũng không xem bói, vậy thì đấu cái mà anh giỏi nhất. Tôi chắc chắn. Anh đang tìm cái chết rồi. Khoan đã. Anh là ai? Hải Thành chưa từng thấy người như anh. Hải Thành là một nơi nhỏ bé, không chứa được thiếu chủ của chúng tôi. Đúng là thần kinh, không có ai tại chỗ này. Đưa giá cao hơn, người dẫn chương trình vẫn chưa công bố giao dịch. Cô Trì, tôi. Cây thảo mộc núi lửa ngàn năm đó, thực ra là của tôi. Bây giờ tôi không muốn bán nữa. Có vấn đề gì không? Của anh sao? Chờ đã. Sao nhìn anh, lại quen thuộc như thế nhỉ? Giang Hằng, anh thật sự quên tôi rồi sao? Năm đó, thầy của anh dân anh, đến thăm nhà thượng quan của tôi, các trưởng bối hai bên để chúng ta thi đấu. À, anh chính là người, bị tôi đánh và gọi ông, là tên béo đó hả? Sao tôi nhớ, lúc đó anh khá mập, bây giờ sao gầy thế này? Tôi nhớ ra anh là ai rồi? Anh tên là, Thượng Quan. Ồ, họ Thượng Quan, nói năng thật lớn lối. Chẳng lẽ, đó là một gia tộc ở Kinh Đô, cô gái xinh đẹp, xin vui lòng dọn sạch nơi này. Tất cả thiệt hại, tôi sẽ đền bù, những người không liên quan. Xin lập tức rời khỏi đây. Khoan đã, xin lỗi vì sự thẳng thắn. Chúng ta đều là người, có danh có tiếng ở Hải Thành. Anh nói ai đi thì phải đi à, anh nghĩ anh là ai? Ơ, cô gái xinh đẹp, cô, tôi sẽ đi ngay. Được rồi, tôi sẽ đi ngay, chỉ có 1 phút để rời đi. Cút đi. Không phải, các người chẳng phải là gia tộc bí mật sao? Sao các người lại kiêu căng thế? Anh có biết cuộc thi đó đã gây bao nhiêu rắc rối cho thiếu chủ không? Vậy thì, đó chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau thôi. Sao, đánh nhau thì phải nhường nó sao? Tôi phải cảm ơn Giang Hằng. Nếu không có những cái nhìn khinh miệt đó, những lời chế giễu mỉa mai đó, thì tôi cũng không thể thúc đẩy tiềm năng của mình để có thể đạt đến ngày hôm nay. Vậy thì nếu cảm ơn tôi, hãy tặng cỏ núi lửa cho tôi đi. Tặng anh sao? Tôi muốn tặng cho cô Phương Thanh Vũ. Cô Phương, hãy về Kinh Đô với tôi. Tôi từ chối. Hắn luyện võ từ nhỏ, đừng so với hắn. Đúng vậy, chúng ta nhanh chóng đi tìm. Không tin là không tìm được cây thứ hai. Tin tôi đi, Giang Hằng, gươm dao không có mắt. Muốn thi đấu cũng được, nhưng phải ký vào bản cam kết sinh tử, để sau này Lộ Bán Tiên không đến tìm lỗi. Được thôi, anh chắc chắn chứ? Tất nhiên rồi, nếu không phải là đêm qua, lần nào cũng vậy, ta chỉ cần một tay là có thể đánh bại hắn. Tốt thôi, cô, Phương Thanh Vũ, lợi dụng tôi không ở đây. Cô dám, thôi được, sau này tôi sẽ tính sổ sau. Các người đã bàn bạc xong chưa? Bản cam kết sống chết này, anh có dám ký không? Tại sao tôi lại không dám? Nhưng trong cuộc đấu phải có phần thưởng chứ. Nếu tôi thắng, các người phải đưa cỏ núi lửa đó cho chúng tôi, thế nào? Nếu anh thua, Phương Thanh Vũ sẽ thuộc về tôi. Không được, Phương Thanh Vũ là người, chứ không phải đồ vật. Không thể làm phần thưởng được. Thay cái khác đi, thay cái khác. Trên người anh có thứ gì mà tôi muốn? Nhìn cái vẻ nghèo nàn của anh kìa. Dù sao anh cũng là đệ tử thần tiên, ăn mặc như một kẻ ăn xin. Vậy tôi thì sao? Ý anh là gì? Nếu tôi thua, tôi làm tay sai cho nhà họ Thượng Quan. Anh thấy sao? Giang Hằng, nếu anh đã nói vậy, cá cược phải được viết vào giấy sinh tử.
anh không được nuốt lời đâu nhé. Anh dường như không nghĩ mình sẽ thua nhỉ. Giang Hằng, anh thật quá tự mãn rồi. Tôi đã luyện võ từ nhỏ, tu luyện không ngừng tiến bộ. Hiện nay đã đạt đến ngưỡng cửa của bán tiên. Còn anh chỉ là kẻ thường nhân, thất bại khi độ kiếp. Anh lấy gì để thắng tôi? Đừng nói lắm lời, đánh đi. Mọi người tránh xa ra, đừng để bị thương. Giang Hằng, cẩn thận đấy, đừng nương tay với hắn, đâm hắn thật mạnh. Cho anh chứng kiến kiếm pháp độc cô gia truyền của ta. Mở to mắt mà xem. Chết đi. Bán tiên, không thể nào, anh không phải thất bại khi độ kiếp sao? Sao lại có tu vi bán tiên? Tôi đã nói với anh rồi, sau khi tôi và Thanh Vũ với nhau nhiều lần như vậy, tu vi bán tiên của tôi đã hồi phục từ lâu. Anh nói bậy, trước khi thể huyền âm được giải trừ, không có tác dụng gì cả. Anh sai rồi, đối với tôi, việc phong ấn có giải trừ hay không, chỉ liên quan đến số lần pha đó thôi. Đồ khốn. Anh ta đã phá hủy thảo mộc núi lửa, rõ ràng là cố ý. Đúng vậy, tôi cố ý đấy, nếu tôi không có được thể huyền âm, anh cũng đừng mơ mà có được. Hãy để cô ấy chết đi. Giang Hằng, anh định làm gì? Làm gì à? Chúng ta đã ký cam kết sống chết rồi, anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Anh dám, tôi đã nhận thua rồi. Nếu lúc này anh ngoan ngoãn nhận thua và đưa cỏ núi lửa cho tôi đã có thể tha mạng cho anh. Thật đáng tiếc, anh đã chạm vào vảy ngược của tôi. Đi thôi. Khoan đã. Anh là ai? Tôi đến tìm các người. Gây sự à? Tôi thấy anh mặc đồ này cũng không phải là người tốt lành gì. Cọng cỏ núi lửa ngàn năm này, bao nhiêu tiền? Ra giá đi, tôi mua. Tôi có thể đồng ý ba điều kiện của anh, chỉ cần anh đưa cho chúng tôi cọng cỏ núi lửa ngàn năm này, chỉ cần không vượt quá giới hạn, cho các người luôn, thật không đấy? Cực kỳ linh hoạt, hàng thật, giá thật, tuyệt vời quá. Thưa ông thật sự đồng ý tặng tôi thứ này sao? Ông, cô gọi tôi là thưa ông, cách gọi này có gì sai sao? Vậy tôi nên gọi ông là gì? Tiền bối, nếu có điều muốn nói, xin cứ nói thẳng. Hoặc là, ông có thể tháo mặt nạ ra và xuất hiện với diện mạo thật. Tên tôi hiện tại là Tần Phương. Tiền bối, xin lỗi ông, tôi không nên yêu cầu ông tháo mặt nạ ra như một lời bù đắp. Tôi có chút kiến thức y học, có thể giúp ông chữa lành khuôn mặt. Đúng rồi, ông tốt bụng như vậy, không biết đã bị ai làm tổn thương đến mức này. Thanh Vũ, sao cô lại ngơ ngẩn vậy? Tôi thấy ông ấy có vẻ quen thuộc. Thanh Vũ, con đã lớn rồi. Ông là bố. Ông thật sự là bố. Thanh Vũ, bao nhiêu năm qua đã làm con chịu khổ rồi, bố không thể ở bên con khi con trưởng thành. Những năm qua con đã trải qua những gì mà lại trở thành như thế này? Bố của Thanh Vũ tên thật là Phương Tần. Chú Phương, cháu nghe Thanh Vũ nói chú đã mất tích 10 năm trước. Hôm nay chú mang cỏ núi lửa này về, phải chăng 10 năm qua chú đã đi để tìm cỏ núi lửa cho Thanh Vũ? Chúng ta về nhà rồi nói, ông nội chắc chắn sẽ rất vui khi gặp chú. Chúng tôi đã tìm chú suốt 10 năm mà không hề có tin tức gì. Không, chúng ta sẽ nói ngay tại đây. Tại sao, chú Phương, có phải có điều gì ẩn giấu không? Chú Phương, trông sức khỏe của chú không được tốt lắm. Chú đưa tay cho cháu sẽ bắt mạch cho chú. Giang Hằng, tôi biết về nguồn gốc của cậu, nhưng tôi không còn cứu được nữa. Sao có thể chứ, Giang Hằng chắc chắn sẽ chữa khỏi cho chú, anh ấy rất giỏi về y thuật. Sao có thể chứ? Giang Hằng, bố tôi rốt cuộc bị sao vậy? Thanh Vũ, bố tôi rốt cuộc bị sao vậy? Nói đi mà, bệnh của chú Phương, cháu không thể cứu được. Sao lại không thể cứu được? Giang Hằng, đừng đùa với tôi, trò đùa này không vui đâu. Anh giỏi như thế,
có ai mà anh không cứu được chứ hả? Thanh Vũ, không phải lỗi của Giang Hằng. Thanh Vũ, hãy bình tĩnh. Sao tôi có thể bình tĩnh được? Tôi vừa mới gặp lại bố, bảo tôi rằng bố sắp chết. Cô bảo tôi làm sao mà bình tĩnh nổi? Thanh Vũ, bố biết điều này rất khó, nhưng con phải bình tĩnh. Bố, có việc rất quan trọng cần nói. Giờ đây, khi cuối cùng bố đã gặp lại con. Bố, cũng đến lúc hơi thở này phải tan biến rồi. 10 năm trước, bố tình cờ phát hiện Trung Vũ Minh đã sử dụng thuật phong ấn trên con. Trung Vũ Minh đã trở lại Hải Thành rồi, con nhất định phải chú ý an toàn. Chỉ có Giang Hằng mới có thể bảo vệ con. Chú Phương, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ Thanh Vũ. Giang Hằng phải đối xử thật tốt với con gái của tôi. Nếu không thì, dù tôi ở dưới đất, cũng sẽ không tha cho cậu. Bố ơi! Bố! Sư huynh, giấu kín lâu như vậy, hôm nay sao lại dám lộ diện? Tôi đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của bán tiên, chỉ còn cách địa tiên một bước, duy nhất một cơ hội. Tại sao tôi lại không dám trở về đỉnh cao của bán tiên? Nói ai chẳng nói thế, sư đệ có vẻ cũng tiến bộ không ít nhỉ? Sư huynh à, thiên phú của tôi không bằng huynh, nhưng mà tà đạo không phải là chính đạo, không đi xa được đâu. Cho dù đó là con đường nhỏ hiểm trở, tôi cũng sẽ biến nó thành con đường rộng lớn thông thiên. Tôi muốn sư phụ hiểu rằng là ngài ấy mắt ngu rồi, đã chọn sai người, nói nhiều không ích lời gì. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ hại dân, chỉ bằng ông. Sư đệ, hôm nay ngươi đã mang đến cho ta một bất ngờ, không tồi. Để ngươi thử xem, tác phẩm mà huynh tự hào nhất trong 10 năm qua, Vạn Kiếp Độc. Xin sư phụ cho thuốc, Bính Tôn, thuốc giải còn chứ? Sư phụ đừng đùa nữa. Sư phụ, hãy đưa thuốc giải ra đây, độc tính của Vạn Kiếp Độc đã không còn thuốc giải. Phục Tôn, ta đã trung thành với ngươi, tại sao ngươi lại làm thế? Đồ tốt của sư phụ, hãy ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho Vạn Kiếp Độc đi. Ông cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, không giải được độc, cuối cùng chỉ có thể từ từ chết. Bỏ cuộc đi tiểu đệ, nếu đệ truyền cho ta kỹ năng phi kim của sư phụ, tôi có thể tha cho Giang Hằng một mạng. Không thể nào, ngày xưa sư phụ đã không dạy ngươi phi kim thuật, ta càng không thể dạy ngươi. Mạng của đệ tử ngươi chẳng lẽ quan trọng hơn phi kim thuật? Đúng vậy, chân lý và ác độc không thể đồng thời tồn tại. Tiểu đệ, này, tôi dù phải bỏ hết tu vi của mình, cũng phải tru diệt ngươi. 70 năm tu vi, ngươi thật sự sẵn sàng, miễn là có thể tiêu diệt ngươi, mất một mạng sao cũng được. Trung Vũ Minh, hãy nhận đòn. Tiểu đệ, vẫn ngốc như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa bởi ngươi à? Ngươi đã dính vào độc chết người của ta rồi, cứ từ từ mà chờ chết đi, còn ta sẽ đợi để thu dọn xác ngươi. Ngươi! Sư phụ, ngài bị thương rồi. Tôi vừa đánh nhau với Trung Vũ Minh, ta bị trúng độc chết người của hắn ta. Độc chết người, sư phụ, ngài không thể giải độc này được sao? Hắn ta đã dùng hàng nghìn mạng người để chế tạo ra nó. Quá âm độc, chỉ có thần tiên trên đất liền mới có thể giải. Đệ tử, cô gái này chính là người mà tôi bảo cậu tìm, cô bé đó à? Đúng vậy. Sư phụ đã đúng, tôi và Thanh Vũ đã tu luyện cùng nhau, nhưng tại sao tu vi của tôi không tiến bộ một chút nào cả? Đệ tử, cậu nghĩ thần tiên trên cạn giống như cái bắp cải to đó, có đầy đất không? Lần cuối cùng thần tiên trên cạn xuất hiện, đó là cách đây 500 năm đấy. Tôi nói cho mà nghe, và tu luyện với thể hình tối âm, chỉ có thể cung cấp cơ hội đột phá này, không chắc sẽ thành công. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục tu luyện, nếu cậu không tu thành thần tiên trên cạn, thì mọi người trong nhà chúng ta đều phải chết. Nhưng, có những gì? Hay là do dự? Theo phương pháp này mà tu luyện, nghiên cứu kỹ càng, đúng rồi. Còn có cái này nữa. Nếu cảm thấy mệt, ăn chút, bổ sung sức khỏe. Ông thật sự mang theo những thứ như thế này, tôi thực sự nghi ngờ phẩm hạnh của ông. Ít nới đi, nhanh lên.
đồ đệ, tôi đến tìm cậu, không tốt, Trung Vũ Minh đến rồi. Các người mau trốn đi. Người thường ạ, nếu chúng độc vạn kiếp, chắc chắn chết chắc, mau trốn đi, bây giờ chỉ còn cách để tôi ra ngoài, cố gắng trì hoãn thời gian, xem thử Hằng Nhi có thể thành thần của đất liền. Khỏe. Sư đệ, ta còn tưởng ngươi đã thành thần đất rồi. Làm sao có thể, Thể Huyễn Âm không phải đang ở trong nhà ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không thử tu luyện cùng nàng? Toàn nói nhảm, Thể Huyễn Âm, cô ta là người phụ nữ của đồ đệ ta. Ta là người, không phải thú vật. Đến giờ phút cuối cùng, còn nói gì về đạo đức? Đạo đức gì nữa? Sư đệ, đây chính là lý do tại sao ngươi không bằng ta. Có lẽ đây là lý do tại sao sư phụ chọn ta, chứ không chọn ngươi. Ngươi còn dám nói về người sư phụ mù quáng kia, đợi ta giết xong bọn ngươi, ta sẽ đào mộ ông ta, để cho bụi bay đi, kiêu ngạo. Sư đệ, công lực của ngươi yếu hơn xưa rồi, có vẻ như vạn kiếp độc của ta đã bắt đầu phát tác, chờ độc tính tiếp tục phát triển, không cần ta ra tay, thân thể, tâm hồn và linh hồn của ngươi sẽ trải qua những cơn đau kinh hoàng nhất, sẽ chết trong đau đớn. Ngoại trừ mạch tim, tất cả các kinh mạch đều bị độc dược xâm lấn, có lẽ không kéo dài được lâu. Ngươi lại muốn quyết một trận sinh tử? Ngươi đã trúng độc vạn kiếp của ta, đòn này của ngươi ta có thể đỡ được. Trung Vũ Minh làm nhiều ác tất tự diệt. Ngươi ở Nam Cương phạm tội trời không dung, đã đến lúc chuộc tội. Chuộc tội những hàng trăm ngàn người dân núi rừng, họ cũng là người chứ, không thể cứu chữa. Giang Hằng, anh cũng đừng quá vội. Làm sao tôi không vội được? Sư phụ tôi vốn đã bị độc, bây giờ lại bị gã lão đó tấn công, cơ hội nào mà tốt, tôi không cảm nhận được chút gì cả. Không được, tôi phải đi cứu ông ấy luôn. Anh phải bình tĩnh, anh ra ngoài bây giờ thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, mọi người sẽ chết hết. Tôi... Giang Hằng, anh đừng nản lòng, tôi tin anh. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh, chưa có việc gì anh không làm được. Anh là một tiểu tiên nhân mà, tôi tin anh chắc chắn có thể làm được. Nhưng tôi không thể cảm nhận được một chút cơ hội nào. Những thứ trên này tôi đã thử hết rồi. Truyền thuyết kể rằng Thể Huyễn Âm đã giúp hoàng đế đánh bại Xích Du và dạy hoàng đế nghệ thuật phòng the âm dương và con đường dưỡng sinh. Tôi hiểu rồi, anh hiểu cái gì, có lẽ tôi nên chủ động hơn. Thanh Vũ, tôi cảm nhận được một tia cơ hội. Tôi biết thể hình tối âm đang ở trong nhà này, chờ ngươi từ từ chết vì độc, ta sẽ một mình hưởng dụng cái lò này, đến lúc đó, ai sẽ là đối thủ của ta, trong cả đại hạ, ta sẽ là người tối cao. Có vẻ như lời dạy của sư phụ, ngươi không hề nghe vào, lời dạy toàn là lời sáo rỗng, toàn là chuyện hão huyền. Có vẻ, ngươi giống cái gã giả kia, cũng lỗi thời và buồn cười, không trách, ông ấy lại thấy được điểm ở ngươi. Trung Vũ Minh, trên đời này có người làm việc tốt, người cầu cứu cho dân, người bảo vệ gia đình và đất nước, nhưng còn ngươi thì sao, ngươi nhìn mà như không thấy, vì vậy ngươi không phân biệt được thiện ác, không có đạo đức, không có chính nghĩa. Không thể nói được, đừng nói linh tinh nữa, bây giờ tôi sẽ giết chết cả hai thầy trò các ngươi. Huynh đệ, ngươi hãy chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh, đừng mơ. Có vẻ như độc tố đã tấn công vào kinh mạch của ngươi. Sư đệ, cảm giác không dễ chịu phải không? Nếu ngươi gặp sư phụ, hãy nhắn giúp tôi một câu, ông đã chọn nhầm người kế thừa. Có người đang đột phá cảnh giới thần tiên. Không, không thể nào, đứa nhỏ này, tôi sẽ giết cậu trước. Thần tiên đất liền, tôi, tiểu bán tiên này, giá trị cao, trực tiếp một bước lên mây, thành thần tiên đất liền. Sư phụ, tôi sẽ bảo vệ sinh mệnh của ngài trước, chờ tôi xử lý xong con chó giả này, rồi sẽ chữa trị cho ngài. Đồ đệ tốt, làm thầy. Sư phụ, ngài có gì cứ nói thẳng đi. Đồ đệ, cuốn sách tay sư phụ đưa cho, đừng làm hỏng nó đấy, đó là bản hiếm mà tôi đã sưu tầm. Ngài thật là không nghiêm túc, ngài không thể quan tâm đến chuyện nghiêm túc một chút à? Đồ đệ của tôi giỏi thế này, chuyện nghiêm túc tôi còn cần quan tâm sao? Cũng đúng.
Thanh Vũ, cô trước giúp tôi giữ sư phụ, tôi mới lấy tay ra được, đánh chó. Được rồi. Ngươi này, đúng là thành tiên trên cạn rồi. Tiên trên cạn thì sao, tôi đã hấp thụ được công lực của hai đồ đệ ngu ngốc, tôi chưa chắc đã không thắng được ngươi. Ngươi tưởng ngươi học toán à, 1+1 lớn hơn 2. Ngươi chưa ăn cơm à, dùng sức lên. Kiêu ngạo. Đây, làm sao có thể như vậy được? Anh Giang Hằng thật là giỏi quá, giỏi lắm, đó cũng là công của tôi. Được, cô làm to, tôi làm nhỏ, tôi không tranh cãi đâu. Cô đang nói gì vậy, làm cái gì mà nhỏ? Lô lão gia đã đồng ý, của tôi. Lô bán tiên, ông, ồ, được rồi, tôi mà cũng là thương binh, bệnh nhân. Hai người các người, đừng cãi nhau nữa. Các người. Được rồi, ông đã đánh đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi ra tay. Xin anh tha cho tôi một mạng, tôi tha cho ông. Vì sao, Giang Hằng? Hay là anh tha mạng cho tôi? Hay là chúng ta cùng chết, trên tay ông là độc chết người đó. Đúng vậy, phía sau anh toàn là người bình thường, bị chúng độc chết người của tôi, chắc chắn sẽ chết, anh cứu cũng không kịp, thử xem sao. Giang Hằng, đừng ép tôi. Tôi ép anh thì sao? Được. Ngoại trừ anh, mọi người ở đây đều phải chết theo tôi. Điều này, làm sao có thể, thần tiên trên đất, có thể tránh được mọi độc. Anh dùng hàng trăm nghìn mạng người, tạo ra món đồ chơi hỏng này, nếu không phải là mánh khóe xấu xa, thì là gì? Không thể nào, dù anh có là thần tiên trên cạn, thuốc độc vạn kiếp của tôi, cũng không thể không có tác dụng được, vậy thì tôi sẽ gửi ông xuống suối vàng. Xong rồi. Sư phụ, tôi sẽ chữa trị cho ngài ngay bây giờ. Ồ, mối thù này bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được giải quyết. Linh hồn sư phụ trên thiên đường, cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Sư phụ, ngài đừng trách chúng con quá. Dù ngày xưa sư ông không đuổi hắn ra khỏi môn phái, hoặc chẳng hề nhận hắn làm đệ tử, kẻ như thế cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đúng vậy, vậy thì nhanh lên đi, tôi còn có việc quan trọng phải làm. Đúng vậy. Phải, phải. Việc quan trọng. Thanh Vũ, cô có muốn lấy tôi không? Điển trai phong nhã, bác sĩ và nhà tiên tri xuất sắc. Anh thần tiên đất liền à, tôi sẵn lòng. Còn tôi thì sao? Tuyết Phi à, sư phụ dẫn cô đi tu tiên, đi thôi. Được ạ. À.